Hậu Duệ Kiếm Thần, Diệp Quân. Tập 155. Khi nhìn thấy Chu Trần, sắc mặt Mạc Cẩn đạo sư phức tạp, hôm đó cô ta còn muốn cướp Chu Trần về học viện đế quốc, nhưng bây giờ mới qua được bao lâu? Học viện đế quốc đã không còn tồn tại nữa rồi. Chu Trần đi tới trước mặt Mạc Cẩn, y hơi khom người hành lễ, Mạc Cẩn đạo sư, từ lúc này, học viện đế quốc sẽ trở thành một chi nhánh của thư viện Quan Huyên. Và học viên ở đây đều sẽ được phân tới từng thư viện Quan Huyên, ta cần có sự hợp tác của cô. Y là chủ tịch của thư viện Quan Huyên, ngay từ đầu đã có quyền lực rất lớn, mà sau khi toại cổ kim đổi mới thư viện, quyền lực của chủ tịch học viên, quyền lực của y lại càng lớn hơn cả những trưởng lão bình thường, không chỉ có thể tham gia vào hội nghị nội các mà còn có quyền điều động quan huyên vệ. Không chỉ có vậy, dựa theo thông lệ, làm chủ tịch chỉ cần không vi phạm vấn đề tư tưởng chính trị cá nhân một cách nghiêm trọng thì chắc chắn có thể vào được nội các. Mạc Cẩn gật đầu, chủ tịch Chu cứ việc phân phó. Một lát sau, Chu Trần dẫn theo đám người đi sâu vào đại điện của Học viện Đế quốc, lần này mục đích chủ yếu y tới đây chính là đồ thư mà Học viện Đế quốc cất giữ. Dọc đường đi, Chu Trần dẫn theo một đám học viên của Thư viện Quan Huyên thì gặp phải khá nhiều học viên của Học viện Đế quốc. Mà những học viên của Học viện Đế quốc này vừa nhìn thấy bọn họ thì sắc mặt lập tức trở lên khó coi, trong đó còn có hai người khi đó đã nói ra những lời sỉ nhục bọn họ. Thấy đám người Chu Trần đi tới, hai người đó lập tức trở lên lo lắng, nếu đám người Chu Trần báo thù thì... Mà lúc này, Chu Trần lại ôm quyền về phía bọn họ, chư vị, xin hỏi phòng đọc sách của học viện ở đâu? Thấy Chu Trần không có ý định báo thù, trong lòng tên học viên đứng đầu lập tức thở phào nhẹ nhõm. Gã chỉ tay về bên phải, đằng đó. Chu Trần gật đầu, cảm ơn, à đúng rồi, ta là chủ tịch học viên của thư viện, sau này chư vị gia nhập vào thư viện Quan Huyên rồi, nếu có bất cứ chuyện gì, đều có thể tới tìm ta. Dứt lời, y dẫn đám người đi về phía xa xa. Thấy đám người Chu Trần không thừa cơ báo thù sỉ nhục bọn họ, sắc mặt của đám học viên Học viện Đế quốc đều trở lên phức tạp. Đồng thời bọn họ không còn có nhiều mâu thuẫn hay sợ hãi đối với việc gia nhập vào thư viện Quan Huyên nữa rồi. Thư viện này, hình như cũng không tệ. Thư viện Quan Huyên, nội các. Nội các không có nhiều người, chỉ có 35 người, mà 35 người này trước mắt chính là những người có quyền lực nhất ở vũ trụ chủ. Bên dưới nội các còn có 19 viện, bên trong 19 viện có mấy chục nghìn người. Mấy chục nghìn người này trước mắt cũng là những người đứng đầu vũ trụ chủ. Mà 19 viện mỗi ngày đều không ngừng có người gia nhập, toại cổ kim lựa chọn nhân tài không theo nguyên tắc, cái cô ta muốn không đơn thuần là thực lực mạnh, mà là cái đầu tốt, điều này cũng khiến cho rất nhiều người không có thiên phú tu hành có đất dụng võ. Rõ ràng nhất là những người đọc sách, vốn dĩ những người đọc sách trước nay đều vô dụng, nhưng bây giờ, với sự xuất hiện của thư viện Quan Huyên, những người đọc sách chợt phát hiện ra rằng những cuốn sách mà bọn họ đọc lại có ích. Dần dần. Thư viện Quan Huyên lúc đầu còn bị vô số người chống đối, vậy mà giờ đã được vô số người chấp nhận. Bên trong nội các, toại cổ kim ngồi ở chính giữa, nhân viên nội các ở hai bên đang bận rộn. Thư viện vừa khởi đầu, bọn họ là những người bận nhất, bởi vì bọn họ phải sửa soạn lại một loạt chính sách mà toại cổ kim đặt ra, sau đó lập ra một kế hoạch thực thi chi tiết, lại gửi xuống dưới, để người bên dưới thực hiện một cách nghiêm ngặt. Lúc này, U xuất hiện trước mặt toại cổ kim, U nói, toại chủ. Hắn đi rồi. Toại cổ kim khẽ gật đầu, biết rồi. U lại nói, không tìm được người phụ nữ kia. Toại cổ kim nhíu mày. U tiếp tục nói, hay là tiếp tục tìm. Toại cổ kim lắc đầu, không cần. Dứt lời, cô ta ngẩng đầu nhìn ra phía bên ngoài điện, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Hiện giờ, đại cuộc của vũ trụ chủ đã định, toàn bộ đều nằm trong sự khống chế của cô ta, nhưng lại có một người là ngoại lệ, người đó chính là Bi Tâm Từ. Ngay từ đầu cô ta đã âm thầm chú ý điều tra người phụ nữ này, nhưng đáng tiếc là sau khi đối phương tới vũ trụ chủ thì lại im hơi lặng tiếng. Sau lưng cô ta, U đột nhiên nói, toại chủ, người phụ nữ đó là người trong cuộc sao? Toại cổ kim lắc đầu, không, nàng ấy còn cao ngạo hơn cả cựu thần, không thể nào lại để mặc cho chủ nhân bút đại đạo chỉ phối được. U trầm giọng nói, có cần phải tiếp tục tìm kiếm nàng ấy không? Toại cổ kim đáp, không cần. Người này tuy rằng không phải là bạn của chúng ta nhưng cũng không có khả năng là kẻ địch, chúng ta không có bất kỳ xung đột lợi ích chủ yếu gì với nàng ấy. Dẫu sao, tiểu quân thiết lập trật tự, chứ không phải hiến tế chúng sinh. U gật đầu, sau đó lui về phía sau.
Toại Cổ Kim nhìn về phía cuối chân trời, trong mắt lại xuất hiện một tia lo lắng. Chủ nhân bút đại đạo. Thực ra nếu ban đầu không phải nhờ vào sự trợ giúp của người nhà họ Dương, thì đối mặt với người này, cô ta không hề có bất cứ cơ hội chiến thắng nào, bởi vì tầm nhìn và kiến thức của cô ta còn kém xa đối phương. Thứ đối phương có thể nhìn thấy, cô ta lại không nhìn thấy. Đánh cờ, cái người ta so không chỉ là quá trình và sự kiểm soát, mà còn là tin tức. Nếu đối phương nắm giữ thông tin nhiều hơn ngươi rất nhiều, thì ngươi lấy cái gì để đấu với người ta? Một lát sau, cô ta thu hồi lại ánh mắt. Thật ra những việc này không cần phải quan tâm nữa. Bây giờ cô ta chỉ cần thiết lập trật tự quan huyên ở vũ trụ chủ, vậy thì thực lực của Diệp Quân sẽ có một sự thay đổi long trời chuyển đất. Sau khi Diệp Quân bóp nát quyển trục kia, cả người hắn trực tiếp bị đưa tới một đường hầm thời không đặc biệt. Tốc độ cực nhanh, hắn cũng không biết mình sẽ đi đâu. Tất nhiên hắn đã chuẩn bị tinh thần xong hết rồi. Tiểu Tháp nói, lần này ngươi thực sự muốn chiến đấu tay đôi với chủ nhân bút đại đạo sao? Diệp Quân gật đầu, đúng vậy. Tiểu Tháp nói, sợ không? Diệp Quân bình tĩnh đáp, sợ hãi cũng vô dụng, không phải sao? Tiểu Tháp nói, quả thực vậy. Diệp Quân còn muốn nói thêm gì đó thì chính vào lúc này, hắn cau mày lại, bởi vì hắn phát hiện hắn không còn cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng của hắn nữa. Hắn nhất thời cả kinh. Hiển nhiên, nơi này đã cách rất xa vũ trụ chủ, hơn nữa còn vô cùng xa, xa đến nỗi hắn không còn cảm nhận được sức mạnh tín ngưỡng nữa. Nhưng may mà cảnh giới tu vi và sức mạnh huyết mạch của hắn vẫn còn. Nhưng lại không thể dùng tháp ra. Hắc có thể cảm nhận được một cách rõ ràng. Mặc dù hắn có thể liên hệ được với tháp ra nhưng lại không thể đi vào bên trong tiểu tháp, không những vậy, hắn còn không thể sử dụng được kiếm thanh huyên. Lần này hắn thực sự chỉ có thể dựa vào thực lực của mình rồi. Tiểu tháp nói, cha ngươi đặt hạn chế cho ngươi. Diệp Quân cười nói, vậy có lẽ cũng sẽ có hạn chế với chủ nhân bút đại đạo, không lỗ. Tiểu tháp nói, quả thực vậy. Nếu như chủ nhân bút đại đạo không chịu sự hạn chế, vậy với thực lực của chủ nhân bút đại đạo, đến đó không cần dùng trật tự gì cả, trực tiếp là có thể đánh chết hắn. Chỉ là không biết cái tên ngu ngốc đó bị hạn chế tới trình độ nào thôi. Chính vào lúc này, phía cuối thời không xa xa đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng trắng, trong nháy mắt, hắn đã xuyên qua luồng ánh sáng trắng đó, cũng không biết qua bao lâu, hắn cảm nhận bản thân đập mạnh xuống mặt đất, toàn thân lập tức truyền tới một trận đau nhức, xương cốt giống như bị giã rời. Diệp Quân nhìn lại cơn đau. Khi hắn mở hai mắt nhìn rõ cảnh tượng xung quanh thì hắn lập tức sững sờ. Hắn vậy mà lại đang ở trên một quảng trường tinh không khổng lồ, bên ngoài quảng trường tinh không là tinh hà sâu thẳm, giống như một vực sâu không đáy, mà xung quanh hắn có một đám người và yêu thú cởi trần nửa thân trên đang đứng, trên chân và tay của đám người và yêu thú này đều bị một sợi dây xích màu đỏ tươi xích lại. Diệp Quân có phần nghỉ hoặc, đây là nơi quỷ quái gì vậy? Hắn nhìn kỹ xung quanh. Những người bị xích đó trên mặt đều một mảnh cho tàn, mà những yêu thú lại có hình dáng khổng lồ, khí tức vô cùng hùng hậu, tràn đầy cảm giác áp bức. Sắc mặt Diệp Quân lập tức tối sầm lại. Bởi vì hắn phát hiện, đám người này không hề yếu. Không đúng, con mẹ nó, là quá mạnh mới đúng. Bởi vì trong đám người bị giam cầm này, hắn cảm nhận được hai cường giả ở cảnh giới phá hư, mà hai cường giả cảnh giới phá hư cũng bị nhốt ở đây. Thấy cảnh này, cả người Diệp Quân lập tức tê dại. Hắn vốn tưởng rằng nơi mà cha hắn sắp xếp cho hắn và chủ nhân bút đại đạo là một nền văn minh có cấp bậc tương đối thấp. Nhưng không ngờ lại bị đưa tới đây, con mẹ nó, chỗ này vừa nhìn là thấy mạnh một cách không bình thường. Hắn sử dụng sức mạnh tín ngưỡng cộng thêm kiếm thanh huyên mới có thể có được thực lực của cường giả cảnh giới phá hư, mà bây giờ lại không thể sử dụng được sức mạnh tín ngưỡng, kiếm thanh huyên cũng không thể sử dụng. Thực lực của hắn bây giờ cùng lắm chỉ gần đến cảnh giới lâm hư mà thôi. Mà điều đáng sợ nhất chính là ở đây hắn có gì đó không ổn. Diệp Quân nhìn xung quanh, không cần suy nghĩ, trực tiếp chuồn đi. Nhưng chính vào lúc này, hắn đột nhiên cảm nhận được một luồng thần thức vô hình khóa ở trên người hắn. Diệp Quân cả kinh, trực tiếp ngự kiếm bay lên định chạy trốn, nhưng trong nháy mắt một luồng lôi điện từ trên trời giáng xuống, nổ trên trán hắn. Âm ầm. Diệp Quân đập mạnh xuống đất, cả người co giật. Ý, sao lại có một con cá lọt lưới vậy? Sâu thẳm trong tinh không đen kịt, một giọng nói ngạc nhiên đột nhiên vang lên, tiếp theo đó, một sợi dây xích đỏ tươi từ trong tinh không đen kịt đó vụt ra, sau đó trói hai tay và hai chân Diệp Quân lại.
Diệp Quân. Lúc này, một giọng nói chợt vang lên từ trong tinh không sâu thẳm, đồ. Dứt lời, quảng trường tỉnh không khổng lồ hóa thành một luồng ánh sáng lấp lánh, biến mất ở phía cuối tinh hà. Ở sâu trong một khu mỏ này vô cùng dày đặc, nhìn không thấy điểm cuối, mà ở cuối chân trời lại có tận ba mặt trời chói chang khổng lồ đang treo lơ lửng, ba mặt trời treo lơ lửng cạnh nhau. Trên mặt đất, hơi nóng sôi sục. Ở sâu trong khu mỏ, có một người đàn ông mặc áo đạo sĩ đang ngơ ngác nhìn cái cuốc trong tay mình. Cái quái quỷ gì vậy? Không biết nghĩ tới điều gì, người đàn ông mặc áo đạo sĩ đột nhiên gào thét lên, Diệp Huyên, cái tên chết tiệt này, vậy mà ngươi lại dám phong ấn đạo pháp của ông đây? Ngươi gào cái quỷ gì? Lúc này, một giọng nói đột nhiên vang vọng từ trên đỉnh đầu của chủ nhân bút đại đạo, tiếp sau đó, một luồng ánh sáng mặt trời gay gắt rơi thẳng xuống, nổ trên trán của ông ta. Chủ nhân bút đại đạo bị nổ đến mức nằm bò trên mặt đất, toàn thân co rút. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Mặc dù đã đầu hàng, nhưng ánh sáng mặt trời gay gắt vẫn rơi xuống. Ầm ầm ầm. Chủ nhân bút đại đạo như một con cá chết, bị người ta dùng búa đập dữ dội, lúc mới bắt đầu, còn có thể lăn qua lăn lại co giật mấy phát, về sau, đã nằm ngay đơ rồi. Còn mọi người xung quanh thì đều chẳng thèm nhìn tới vị trí này của ông ta, tiếp tục vùi đầu đào mỏ, hiển nhiên, loại chuyện này thường xuyên xảy ra ở đây rồi. Nên nói, chỉ cần là người mới tới, căn bản đều sẽ xuất hiện tình huống này, sau khi bị đánh đau một trận, nếu có thể gắng gượng, thì sẽ trở nên thành thật. Cũng biết qua bao lâu, ánh mặt trời chói chang mới từ từ biến mất. Chủ nhân bút đại đạo nằm bò trên đất không động đậy. Đúng lúc này, một luồng kim quang giáng từ trời xuống, rơi thẳng vào cạnh chủ nhân bút đại đạo, kim quang tản đi, một người đàn ông xuất hiện, y nhìn chủ nhân bút đại đạo, sau đó đỡ chủ nhân bút đại đạo dậy đi về nơi xa. Tên tham ăn kia lại muốn được no nê thỏa thích rồi. Ở đó, có người thợ đào mỏ đột nhiên thở dài. Nghe thấy âm thanh này, chủ nhân bút đại đạo đang giả chết đột nhiên, ông ta vội từ từ giơ hai tay lên, yếu ớt nói còn sống đây. Người đàn ông cau mày, sau đó quăng ông ta sang một bên như quăng con chó chết, làm việc đi. Chủ nhân bút đại đạo yếu ớt thật sự tức lắm rồi. Đây chính là hổ xuống đồng bằng bị chó khinh đấy. Mẹ nó! Cái tên Diệp Huyên đáng chết. Ông ta thật sự rất hận. Chơi ông ta một phát như vậy. Sức mạnh đạo pháp của ông ta đã biến mất, mặc dù thực lực vẫn còn, nhưng đã giảm mạnh. Bị bóc lột quá nặng rồi. Hả? Đúng lúc này, sau người đột nhiên có âm thanh lạnh lùng của người đàn ông truyền đến, còn lề mề nữa, lập tức kéo đi cho chó ăn. Nói rồi, ông ta bỗng ngẩng đầu nhìn khu mỏ trước mắt, đây chính là mỏ tỉnh linh thạch trong truyền thuyết. Trong âm thanh lộ ra một tia nghiêm trọng, tỉnh linh thạch. Đó là một sự tồn tại còn quý giá hơn cả tổ linh thạch cực phẩm, là thứ được. Vô số ánh sáng ngôi sao trong vũ trụ chủ ngưng tụ thành, đương nhiên, muốn ngưng tụ ra loại tinh linh thạch này, không thể chỉ có mỗi ánh sáng ngôi sao, còn cần một thứ cực kỳ quan trọng, đó chính là thần mạch linh tổ trong truyền thuyết. Còn thần mạch linh tổ, thứ đồ chơi này, tới cả ông ta cũng chỉ thấy có hai mạch. Một mạch là ở trong một thế giới văn minh đặc biệt cực kỳ xa vời, còn một mạch là cái của nhà họ Dương. Đương nhiên, cái của nhà họ Dương đã không thể coi là linh tổ bình thường nữa, cấp bậc bây giờ của mạch đó, tới cả ông ta cũng không biết. Không còn cách nào, người đứng sau mạch đó quá cứng. Mà vùng mỏ dưới chân lại có linh tổ chủ nhân bút đại đạo lập tức kết luận. Nếu không có linh tổ, căn bản không thể sinh ra mạch mỏ lớn như vậy, hơn nữa, nếu bên dưới này không có linh tổ, bọn họ hoàn toàn không cần phải đào từ từ như vậy, vì có linh tổ ở đây. Nếu dùng sức mạnh đạo pháp để đào, rất có thể sẽ dọa linh tổ ngủ say ở đây chạy mất. Linh tổ, loại sinh linh cấp bậc này, thật ra rất khó chịu đầu hàng, hơn nữa, thân có số mệnh cuồn cuộn, trừ khi tự bản thân nó bằng lòng đi theo, nếu không, nếu cưỡng ép thu phục nó, ắt sẽ bị cắn trả. Chẳng mấy chốc, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo trầm xuống, vì thế lực có thể chiếm đoạt khu mỏ này làm của riêng chắc chắn không phải thế lực bình thường, hơn nữa. Thực lực của những người xung quanh đều không tầm thường, đặc biệt là cái năng thiêu đốt trên đỉnh đầu kia. Suy nghĩ, ông ta ngẩng đầu nhìn, mặt trời chói chang kia đang lơ lửng ở đó. Với kiến thức của ông ta, tất nhiên có thể phát hiện ra, mặt trời chói chang này thực ra không phải thứ của tự nhiên, mà là do con người tạo thành, đây là một loại kỹ thuật đạo pháp,
hơn nữa, trình độ còn cực cao, khủng bố nhất là, cái này còn có thể chỉ là đối phương tiện tay làm ra thôi. Mẹ nó, đây rốt cuộc là nơi nào? Chủ nhân bút đại đạo hơi nghi hoặc, nền vũ trụ văn minh mà tới cả ông ta cũng chưa từng thấy, thật sự rất ít, hơn nữa còn là loại văn minh bậc cao này. Như nghĩ tới gì đó, sắc mặt chủ nhân bút đại đạo lập tức trở nên âm u, thật ra ông ta khá sợ Diệp Huyên ở sau lưng chơi chiêu bẩn thỉu gì đó. Nhưng nghĩ lại, thì cảm thấy không thể nào, vì sở dĩ lần này Diệp Huyên làm như vậy, chính là muốn chủ nhân bút đại đạo ông ta thua cũng phải thua tâm. Khôn ngoan cả đời này. Mẹ nói. Âm ầm. Đúng lúc này, chân trời nơi xa bỗng xuất hiện tiếng nổ vang, ông ta ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy cuối tầm mắt xuất hiện một điểm sáng, lúc nhìn lại thì điểm sáng kia đã ở trên đỉnh đầu họ, đó là một quảng trường to lớn, lúc này, mọi người bị một luồng sức mạnh thần bí bắt lấy sau đó ném xuống dưới. Người bên trên lần lượt bị vứt xuống dưới như sủi cảo. Chủ nhân bút đại đạo nhìn thấy mà kinh ngạc vô cùng, nhưng biểu cảm những người bên cạnh ông ta thì lại bình tĩnh, đã tập mãi thành quen. Đúng lúc này, chủ nhân bút đại đạo không biết nhìn thấy cái gì, còn người co rút lại, vãi. Ông ta, lại nhìn thấy Diệp Quân. Tên phản đồ này sao lại tới đây? Chủ nhân bút đại đạo sợ mình nhìn nhầm, ông ta nhìn kỹ hơn, quả nhiên, người hạ xuống đất đó chính là Diệp Quân, hơn nữa, còn hạ xuống chỗ cách ông ta không xa. Chủ nhân bút đại đạo quét sạch sự không vui trước đây, hưng phấn cười to. Nơi xa, Diệp Quân nặng nề ngã xuống đất. Mặc dù không bị thương nặng gì, nhưng ngã vẫn hơi choáng váng, khi nghe thấy tiếng cười to quen thuộc, hắn cau mày, sau đó vội bò dậy, nghe tiếng nhìn sang, lúc thấy chủ nhân bút đại đạo, hắn lập tức ngơ ngác. Thằng cha này sao lại ở đây? Chủ nhân bút đại đạo nhìn hắn, cười hì hì, khá hèn hạ. Ông ta thật sự không ngờ, thằng nhóc này cũng tới nơi quỷ quái này, hơn nữa, vừa nhìn là biết bị bắt tới. Cái này thật sự quá hả lòng hả dạ rồi. Sắc mặt Diệp Quân đen như than, mẹ nó, lại gặp phải tên chết tiệt này, nhưng chẳng mấy chốc hắn phát hiện, tình hình của thằng cha này có vẻ cũng không tốt gì. Diệp Quân không quan tâm tới chủ nhân bút đại đạo đang cười trên nỗi đau người khác ở kia, hắn quét mắt nhìn xung quanh, đây rõ ràng là khu mỏ. Mẹ nó, mình bị bắt đi đào mỏ, làm việc. Đúng lúc này, một âm thanh đột nhiên truyền từ nơi chân trời xa xôi tới, mang theo uy áp cực lớn. Nghe thấy âm thanh này, những thợ mỏ xung quanh vội bắt đầu đào. Chỉ có những người vừa tới là còn hơi ngơ ngác, hoàn toàn không biết tính nghiêm trọng của sự việc. Đúng lúc này, một luồng ánh sáng mặt trời chói chang bỗng giáng từ trời xuống, một người trong đó còn chưa phản ứng lại đã bị đánh ngã xuống đất. Ai! Theo một tiếng kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt người đó đã biến thành tro bụi. Đây là kẻ có thực lực yếu. Căn bản không chịu nổi sức mạnh của ánh mặt trời chói chang đó. Thấy cảnh ấy, những người còn lại vội nhặt loại quốc đặc biệt trên đất lên, sau đó bắt đầu đào. Anh hùng không ăn thiệt trước mắt, Diệp Quân cũng cầm một cái quốc lên bắt đầu đào. Mẹ nó! Diệp Quân cũng nghi ngờ vô cùng, rốt cuộc cha đưa mình đến chỗ quỷ quái gì vậy? Nền văn minh võ đạo của nơi này mạnh đến mức không bình thường. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo nơi xa, thầm nói hơi đáng tiếc. Nếu kiếm Thanh Huyên mà dùng được, hắn có thể dùng kiếm Thanh Huyên phá vỡ chiếc xích sắt áp chế trên người này, sau đó dùng một kiếm giết chết chủ nhân bút đại đạo. Đáng tiếc, không thể dùng kiếm Thanh Huyên được. Nếu là người khác, chắc chắn không thể áp chế kiếm Thanh Huyên được, nhưng vấn đề là người đó là cha đấy. Thấy Diệp Quân nhìn quanh, chủ nhân bút đại đạo lập tức cau mày, bây giờ ông ta cũng nghĩ tới kiếm Thanh Huyên của Diệp Quân, trong lòng ông ta tức khắc hơi hoài nghi. Kiếm Thanh Huyên của thằng nhóc này còn dùng được không thế? Diệp Huyên có hạn chế kiếm Thanh Huyên của tên phản đồ này không? Nhỡ mà không hạn chế. Nghĩ tới đây, mặt ông ta trầm xuống. Nếu không hạn chế, thì Diệp Quân. Nhưng rất nhanh, ông ta đã cười khẩy. Nếu dùng được, sao thằng phản đồ này còn có thể bị bắt tới đây chứ? Nghĩ tới đây, chủ nhân bút đại đạo không khỏi thả lỏng, ông ta lạnh lùng nhìn Diệp Quân, người đợi chết đi. Diệp Quân nói, chó đại đạo, đây là chỗ nào? Chủ nhân bút đại đạo tức nói, tên phản đồ, người có ý thức không thế? Ý thức? Diệp Quân nói, chó đại đạo, đây là chỗ nào? Chủ nhân bút đại đạo. Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, tiếp tục đào mỏ. Vì hắn thấy mấy tên lười biếng, đã bị thần quang chó trang thiêu sạch.
Mặc dù hắn có thể xử lý được cái thứ đồ chơi đấy, nhưng vẫn thành thật tí thì hơn. Lúc này chủ nhân bút đại đạo cũng có suy nghĩ này, nếu ông ta muốn thoát khỏi không khí, cách nhanh nhất là giết chết Diệp Quân. Chỉ cần giết chết Diệp Quân, thì chẳng khác nào ông ta đã thắng ván cờ này. Đôi bên đều muốn giết chết đối phương. Nhưng đôi bên đều không ra tay. Vì bọn họ rất rõ, bọn họ đều không làm được, chỉ có thể suy nghĩ thôi. Hai người cứ đào mỏ như vậy, cũng không biết đào bao lâu, hai người bỗng nhìn thấy những người đào mỏ xung quanh đột nhiên dừng lại, sau đó nằm xuống đất nghỉ ngơi. Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo cũng vội nằm xuống, bắt đầu nghỉ ngơi. Vì bọn họ đã đào liên tục gần 10 ngày rồi. 10 ngày nghỉ ngơi một ngày. Hắn không nghĩ tới vấn đề này, hắn nhìn cái xích sắt trên tay và trên chân mình, thử xem có cách nào loại bỏ được nó không, hắn phóng thần thức của mình ra, tuy nhiên, trong xích sắt này có một loại sức mạnh thần bí, thần thức vừa tiếp cận đã biến mất không còn gì. Thấy thế, Diệp Quân nhíu chặt mày vào. Rơi vào bẫy rồi, với thực lực bây giờ của hắn, căn bản không thể loại bỏ thứ này được. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn, lúc này mấy mặt trời chói chang đã biến mất, chỉ còn trời sao vô tận, liếc mắt không thấy điểm cuối. Đây rốt cuộc là chỗ quỷ quái nào? Chẳng lẽ nền văn minh võ đạo ở đây còn cao hơn cả nền văn minh chủ? Bây giờ hắn rất mơ hồ. Hắn ngẩng đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo nơi xa, lúc thấy trong mắt chủ nhân bút đại đạo cũng có vẻ nghi hoặc tương tự, hắn biết, thằng cha này cũng không biết đây là đâu. Hiển nhiên, cha hắn cố ý đưa hắn và chủ nhân bút đại đạo tới một nền văn minh vũ trụ mà cả hai người họ đều không biết. Rất công bằng. Vì hắn biết, chủ nhân bút đại đạo có mối quan hệ rất rộng, không ai biết trong vũ trụ này rốt cuộc ông ta có bao nhiêu đồng minh, còn bây giờ, bọn họ đang ở một nền văn minh vũ trụ lạ lẫm, nói cách khác, mọi người đều chỉ có thể dựa vào bản lĩnh của mình để xây dựng một mối quan hệ mới. Đương nhiên, vấn đề quan trọng nhất bây giờ là thoát khỏi khó khăn ở đây. Phải rời khỏi đây thế nào? Diệp Quân nhìn xung quanh, rất nhanh, hắn dịch sang chỗ người đàn ông bên trái cách đó không xa, lão huynh. Người đàn ông quay đầu nhìn Diệp Quân, cau mày, rõ ràng không tin lời hắn. Diệp Quân cười khổ, thật sự là tai nạn do nhiều yếu tố mới đi tới đây. Một lời khó nói hết. Người đàn ông thu mắt, đế quốc là thế lực mạnh mẽ nhất trong đế vực này, quản lý gần 1.000 nền văn minh thống trị vũ trụ. Trong vũ trụ này, chỉ có nhà họ Thiên cách xa hàng ngàn tỷ năm ngôi sao mới có thể đối kháng với nó được. Diệp Quân hỏi, người mạnh nhất ở đây là cảnh giới gì? Chắc chắn rồi, vũ trụ chủ và nơi này sẽ có sự chênh lệch, nhưng hắn muốn em, cường giả đỉnh cấp ở đây đã đạt đến trình độ gì? Người đàn ông nói, cảnh giới ngoại giới. Nghe xong, Diệp Quân lập tức ngơ ngác, cảnh giới ngoại giới. Người đàn ông nhìn Diệp Quân, người từng thấy à? Diệp Quân gật đầu, từng thấy. Người đàn ông hơi nghi ngờ, sao có thể? Diệp Quân không nói gì, hắn không ngờ, ở đây cường giả cảnh giới ngoại giới lại cũng là cường giả đỉnh cấp. Chẳng mấy chốc, hắn hiểu ra. Không thể móc nối người kỳ quái và vũ trụ chủ với nhau được, người kỳ quái là người kỳ quái, vũ trụ chủ là vũ trụ chủ, thực lực của người kỳ quái đó, thật sự đã vượt qua nền văn minh võ đạo của vũ trụ chủ rồi. Vừa nghĩ tới người kỳ quái đó bây giờ là lão ca cựu thần, hắn lại nở nụ cười. Hắn biết, lão ca cựu thần bây giờ chắc chắn đã đạt tới một mức độc cao hơn rồi. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hỏi có ai từng bỏ trốn chưa? Người đàn ông quay đầu nhìn Diệp Quân, cứ nhìn chằm chằm như vậy, không nói gì. Diệp Quân nói, chung quy cũng không thể thật sự bị nhốt ở đây cả đời chứ. Người đàn ông nói, rất nhiều người đã từng chạy rồi, nhưng, từ xưa tới nay, hình như chỉ có một người chạy được, nhưng cũng chỉ là truyền thuyết thôi. Sắc mặt Diệp Quân trầm xuống. Người đàn ông ngẩng đầu nơi sâu trong bầu trời sao, biết mấy cái mặt trời chói chang ban ngày là ai không? Diệp Quân lắc đầu. Người đàn ông nói, cái mặt trời chói chang đó chỉ là một vị thần tướng của đế quốc thôi, loại cấp bậc nửa bước vào cảnh giới ngoại giới này, ở trong đế quốc, loại thần tướng ấy ít nhất cũng có 20.000 người. Diệp Quân im lặng. Nếu hắn có thể sử dụng sức mạnh tín ngưỡng và kiếm thanh huyền, ở nơi này, thật ra cũng được coi cường giả đỉnh cao rồi, đương nhiên, so với cường giả. Cấp bậc cảnh giới ngoại giới này, vẫn có chênh lệch. Hắn từng đánh nhau với người kỳ quái đó. Đối diện với người kỳ quái, hắn thật sự không có sức mạnh để chống trả. Cảnh giới ngoại giới. Rất khủng bố.
Lúc này, người đàn ông bên cạnh nói tiếp, rốt cuộc là sao ngươi lại tới đây? Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, sau đó nói, bị truyền tống tới đây. Người đàn ông nhìn hắn, ngươi muốn chạy. Diệp Quân gật đầu. Người đàn ông lắc đầu, không có khả năng, tới đây rồi, cho dù là người hay yêu hoặc sinh linh khác, đều có nghĩ là đã bị đế quốc đánh vào tội chết, bọn họ cho phép ngươi chết ở đây, nhưng tuyệt đối không cho phép ngươi rời khỏi nơi này, cho dù ngươi may mắn chạy đi được, nhưng thứ đợi ngươi cũng là đế quốc phát lệnh truy nã, còn một khi bị đế quốc truy nã, ngươi căn bản không có đường. Diệp Quân gật đầu, đế quốc không nhân ái, chỉ bằng diệt đi. Người đàn ông rõ ràng hơi kích động, đúng thế, không ngờ huynh đài cũng có suy nghĩ này, đáng tiếc, giờ ta suy bại đến mức này, không thể kéo huynh đài vào băng đảng được. Quả nhiên có băng nhóm. Trong lòng Diệp Quân khẽ động, bĩnh tĩnh nói, huynh đài cũng đừng nản chí, trời không tuyệt đường người, chúng ta có thể đi ra được thôi. Người đàn ông lắc đầu, khó, cực kỳ khó. Diệp Quân ngẩng đầu nhìn chân trời, không có gì, chung quy sẽ có cơ hội. Người đàn ông khẽ thở dài. Bị bắt tới đây, thật ra y đã tuyệt vọng rồi. Y biết, cả đời này không thể rời khỏi đây, có điều, y cũng không đập tan niềm vui của Diệp Quân. Diệp Quân quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo nơi xa, chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn trời, không biết đang nghĩ gì. Diệp Quân nói, chủ nhân bút đại đạo, hỏi ông một vấn đề. Chủ nhân bút đại đạo nói cút. Diệp Quân bảo, ta có cách rời đi. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nghiêm túc nói, thật đó. Chủ nhân bút đại đạo bảo, nói. Ông ta biết, tên khốn này có nhiều mưu mô lắm, có khả năng thật sự có cách rời đi được. Diệp Quân bảo, ta không nói cho ông đâu. Chủ nhân bút đại đạo nhìn chằm chằm vào Diệp Quân, như ước gì ăn sống được hắn. Diệp Quân nở nụ cười, có thể khiến tên chết tiệt này tức bực, hắn rất vui vẻ. Mẹ nó, rơi vào kết cục như bây giờ, đều là do tên chết tiệt này làm hại. Nếu không, hắn từ từ phát triển, không bao lâu nữa, cảnh giới ngoại giới gì đó, cũng là con kiến thôi. Tên chết tiệt này hại hắn ngày nào cũng bị đối phó cả. Chủ nhân bút đại đạo bỗng cười, Diệp Quân, ta biết, cậu hận ta, nhưng ta nói cho cậu hay, nhìn từ góc độ nào đó, cậu nên cảm ơn ta đấy. Diệp Quân nói, phải không? Chủ nhân bút đại đạo nói, thật ra, ta và cậu đều gặp phải tình huống giống nhau. Nhưng cậu sẽ không biết tình huống này là gì, cái tên phản đồ nhà cậu. Diệp Quân nói, đừng ra vẻ uyên thâm, hai ta đều là người đáng thương thôi. Chủ nhân bút đại đạo quay đầu nhìn Diệp Quân, cau mày. Diệp Quân nói, tới cả ông cũng không biết đây là nền văn minh đế quốc. Chủ nhân bút đại đạo ngẩng đầu nhìn chỗ sâu trong trời sao, cậu thật sự cho rằng ta toàn trí, biết mọi thứ à? Diệp Quân im lặng. Chủ nhân bút đại đạo cười, cha cậu cố ý đưa hai ta tới nền văn minh vũ trụ mà cả ta cũng không biết, không phải là muốn công bằng tuyệt đối sao? Còn bây giờ, nền văn minh đế quốc gì này là bàn cờ của chúng ta, phản đồ, cậu nghĩ ra cách chơi ván cờ này với ta chưa? Diệp Quân nhìn chủ nhân bút đại đạo, ông hù dọa ta ư? Chủ nhân bút đại đạo cười nói, cậu thật sự cho rằng ta đối phó với cậu à? Diệp Quân nở nụ cười, đừng nói tới cái này nữa. Để chúng ta xem, ai rời khỏi nơi quỷ quái này trước. Chủ nhân bút đại đạo nói, được thôi. Không bao lâu, mọi người lại tiếp tục làm việc. Làm ngày làm đêm. Còn Diệp Quân và chủ nhân bút đại đạo đều không ngờ, một lần làm này bọn họ làm tới tận 10 năm, trong 10 năm ấy, hai người đều không có cách nào rời đi được. Hai người cũng không ngờ, thật sự phải đào mỏ ở nơi quỷ quái này tận 10 năm. Trong 10 năm này, hai người từ lúc bắt đầu nói móc nhau mỗi ngày, đến cuối cùng khi gặp nhau chỉ còn im lặng, sau đó cuối cùng lại bắt đầu cùng nhau trao đổi. Nhưng vẫn không có cơ hội nào. Thực lực bị đè ép tuyệt đối, mưu trí gì đó cũng chỉ là mây bay. Có điều, ngày này, cuối cùng Diệp Quân cũng đợi được cơ hội. Ngày này, mọi người đào mỏ đều dừng lại, còn những người giám sát trong tối cũng dồn dập đi ra khỏi bóng tối, bọn họ cung kính đứng ở hai bên đường, như đợi gì đó. Mọi người đều im lặng. Chẳng mấy chốc, một luồng tinh quang đột nhiên truyền từ chỗ sâu trong tinh hà tới, tiếp đó, một đám người đáp xuống bệ tròn được xây dựng tạm thời cách đó không xa. Dẫn đầu là một cô gái mặc đồ đen, vẻ mặt lạnh lùng, trong mắt có một cảm giác áp bức vô hình. Sau cô ta, còn có 12 cường giả đỉnh cấp mặc giáp đen đứng đó. Khi nhìn thấy cô gái này,
Diệp Quân vội thay đồ, không chỉ thế, còn dùng pháp lực rửa sạch từ đầu đến chân cho mình một lượt, mà hắn vừa trang hoàng xong. Đã lập tức nổi bật giữa đám đông ngay. Chủ nhân bút đại đạo ở một bên thấy một loạt thao tác này của Diệp Quân, lập tức cau mày, tên khốn này làm gì đó. Lúc này, mọi người xung quanh đồng loạt quỳ xuống, nhưng Diệp Quân không quỳ, hắn cứ nhìn cô gái đó như vậy. Những thị vệ của quặng mỏ này lập tức nhìn hắn chằm chằm, trong mắt họ, Diệp Quân đã là người chết rồi. Chủ nhân bút đại đạo cười khẩy, thằng nhóc này đúng là đi tìm đường chết. Trên bục, ánh mắt cô gái kia bỗng rơi xuống người Diệp Quân, cô ta nhìn Diệp Quân, vì sao không quỳ? À! Tất cả mọi người xung quanh đều bị hành động lần này của Diệp Quân làm bối rối. Thế cũng được sao? Mọi người nhìn Diệp Quân như đang nhìn quái vật, thật là muốn chửi tục. Không phải chỉ đẹp trai chút thôi à? Phụ nữ bây giờ đều nông cạn thế sao? Còn Diệp Quân thì hơi cúi người, hắn không quỳ xuống, cố gắng giữ đúng giới hạn, nhưng vẫn rất có phép tắc, vì hắn biết trong lòng những người ngồi ở vị trí cao như thế, người càng tỏ vẻ thấp hèn thì sẽ càng bị coi thường, ngược lại nếu ngươi đúng mực, người ta có thể sẽ coi trọng ngươi hơn một chút. Người phụ nữ kia cũng không nói lời nào mà xoay người đi về phía xa. Mà mấy người quản lý của quặng cổ vội vàng cung kính đi theo. Lúc này, một người đàn ông đi tới bên cạnh Diệp Quân, người đàn ông này tên Chiêm Nguyên, chính là người đàn ông tạo phản kia. Gã ta lặng lẽ đặt một lệnh bài vào tay Diệp Quân, huynh đệ, sau khi đi ra ngoài, xin cậu đưa cho người của Tiên Vân Các. Diệp Quân không từ chối, hắn cất lệnh bài, sau đó đi về phía xa, đi một lúc, hắn bỗng quay đầu nhìn chủ nhân bút đại đạo ở cách đó không xa. Thấy Diệp Quân nhìn mình, chủ nhân bút đại đạo xa sầm mặt, mẹ kiếp, tên này muốn giết chết ông ta. Không được, ông ta phải mau chóng nghĩ cách rời khỏi đây. Vì ông ta biết, một khi Diệp Quân rời khỏi đây, hắn nhất định sẽ nghĩ cách trở lại giết chết ông ta. Phải trốn, lúc này, chủ nhân bút đại đạo cảm thấy áp lực. Mẹ kiếp, ông ta càng nghĩ càng giận, không ngờ tên khốn này lại rời khỏi đây theo cách đó. Nhan sắc thật sự quan trọng thế sao? Đám phụ nữ nông cạn. Diệp Quân đi theo mấy người kia từ xa, rõ ràng cấp bậc của người phụ nữ rất cao, cô ta đi đằng trước, tất cả mọi người đi theo sau lưng, vô cùng cung kính. Người phụ nữ liên tục quan sát tình huống xung quanh. Một lát sau, cô ta bỗng dừng lại, một chủ quản vội vàng đi tới bên cạnh người phụ nữ, nét mặt người phụ nữ vô cùng lạnh lùng, 10 năm, phải đào hết quặng. Tinh linh ở nơi này trong vòng 10 năm. Chủ quản kia nghe thấy thế thì sắc mặt nhất thời thay đổi, đại nhân, việc này. Người phụ nữ nói tiền tuyến chiến đấu căng thẳng, cần vật tư, ta sẽ phái thêm một vài người đến giúp ngươi, trong vòng 10 năm, nếu ngươi không khai thác hết quặng tinh linh ở nơi này thì tự tìm chỗ chôn mình đi. Dứt lời, cô ta xoay người rời đi. Sắc mặt chủ quản kia trắng bệch như tờ giấy. Một lát sau, trong quặng mỏ vang lên tiếng gầm gừ của chủ quản, đào, đào nhanh lên. Một đám tù nhân tiếp tục làm việc, còn Diệp Quân thì đi theo người phụ nữ đến một trận pháp dịch chuyển rất lớn, trận pháp truyền tống khởi động, một tia kim quang bao phủ lấy mọi người. Chỉ trong nháy mắt, mọi người đã tiến vào trong thông đạo dịch chuyển. Trên đường đi, người phụ nữ dẫn đầu, không nói một lời, chỉ luôn nhìn thẳng về phía trước. Đương nhiên Diệp Quân không dám chủ động lên tiếng, hắn cung kính đi ở phía sau, chờ đợi cơ hội. Hắn không định trốn. Vì trên tay và chân hắn vẫn còn dây xích, tu vi bị hạn chế, hoàn toàn không thể trốn thoát được. Đương nhiên dù tu vi không bị hạn chế thì e rằng hắn cũng không trốn thoát được. Bây giờ thực lực của hắn suy yếu khá nghiêm trọng, vì thế vẫn nên khiêm tốn một chút thì tốt hơn. Cứ thế, không biết đã trải qua bao lâu, một tia sáng trắng xuất hiện trước mặt, sau khi đi qua tia sáng trắng kia, Diệp Quân và mọi người xuất hiện trước một phủ đệ lơ lửng trước không trung. Ít nhất rộng mấy chút nghìn mẫu đất, cực kỳ hùng vĩ và rộng lớn. Sau khi Diệp Quân tiến vào trong cùng với mấy người kia, người phụ nữ biến mất, một ông lão trước mặt nhìn thoáng qua hắn, đợi ở đây. Sau khi nói xong, ông lão kia đã dẫn theo những người còn lại cùng biến mất. Diệp Quân hơi cạn lời, nhưng cũng hết cách, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi ở đây. Hắn cảm thấy Mạc Sơn Hà lão huynh nói rất đúng, làm người phải khiêm tốn, phải khiêm tốn. Cứ thế, Diệp Quân đợi đến ngày thứ hai, một ông lão đi tới trước mặt hắn, đi theo ta. Sau đó, ông ta xoay người đi về phía xa. Diệp Quân đi theo,
ông lão dẫn hắn đến trước một lầu các nhỏ, vào đi. Diệp Quân đang muốn đi vào thì ông lão chợt nói, không được nhìn thẳng vào đại nhân, hiểu chưa? Diệp Quân gật đầu, hiểu rồi. Sau đó, hắn đi vào. Vừa vào trong, Diệp Quân đã ngửi thấy một mùi thơm, ánh sáng trong điện hơi mờ tối, trông có vẻ hơi nặng nề. Có một cô gái đứng ở chỗ không xa trước mặt hẳn, đang nhìn hắn chằm chằm. Cô gái nhìn chằm chằm Diệp Quân một lúc rồi nói, ta chưa từng nghe nói tới thiếu chủ của nhà họ Dương nào cả. Diệp Quân nói, nơi đó cách nơi này rất xa. Cô gái hỏi, nhà họ Dương thuộc nền văn minh cấp bậc gì? Diệp Quân đáp, không thua kém đế quốc là bao. Cô gái nhìn chằm chằm hắn không chớp mắt, không nói một lời. Diệp Quân rất bình tĩnh, hắn đang nói thật. Trong mắt người phụ nữ mang theo một áp lực vô hình, nhưng đương nhiên chút áp lực này chẳng có tác dụng gì với Diệp Quân cả. Một lát sau, cô gái nói, chỗ ta không nuôi người dỗi việc. Diệp Quân cất lời, cô căn dặn đi. Cô gái nói, làm thị vệ của ta. Diệp Quân gật đầu, được. Cô gái xoay người, lui xuống đi. Diệp Quân xoay người rời đi. Sau khi Diệp Quân đi, trong một góc tối bên cạnh có một giọng nói sâu kín vang lên, vì sao không giết hắn luôn? Cô gái hỏi, vì sao phải giết hắn? Giọng nói kia đáp, e rằng tên này có mưu đồ gì đớ. Cô gái nói, ngươi cảm thấy hắn là do người nhà họ Thiên phái tới à? Người kia cất lời, không phải là không có khả năng. Cô gái lắc đầu, hắn không phải người của nhà họ Thiên. Giọng nói kia thắc mắc, sao lại thế? Cô gái giải thích, hắn không sợ ta. Chủ nhân giọng nói kia hơi nghi ngờ. Cô gái xoay người ngồi xuống, cô ta lấy một bức mật thư đóng kín ra xem một lúc, trong mắt lộ vẻ lo lắng, bệ hạ đã bắt đầu điều động phủ quân ở các đốc tỉnh, không chỉ thể còn muốn các đốc tỉnh gom góp vật tư mà không tiếc bất cứ giá nào. Xem ra tình hình của chiến trường đế tinh bên kia đã tới giai đoạn mấu chốt nhất. Người kia nói, người chỉ huy chiến trường đế tinh lần này là ai? Cô gái nói, thiên thích của nhà họ Thiên. Người kia tỏ vẻ khiếp sợ, hắn sao? Cô gái gật đầu, tình báo nói rằng người này thuyết phục được di tộc Thái Cổ giúp đỡ, cũng vì thế nên tình hình trận chiến đã bắt đầu bất lợi với chúng ta. Sau đó, cô ta nhíu mày, trận chiến này liên quan đến số phận của đế quốc chúng ta, không thể chịu thua được. Người kia nói, bây giờ bệ hạ muốn cả nước dốc sức tham gia vào trận chiến này sao? Cô gái nói, phải, chúng ta phải giành được thần quảng giới ngoại kia, nếu không một khi nhà họ Thiên giành được, có thần quảng giới ngoại này, chưa đến mấy trăm năm, thực lực tổng thể của bọn họ đã vượt xa chúng ta. Khi đó, đế quốc của ta thậm chí sẽ không còn khả năng đánh trả. Nói ngược lại, nếu chúng ta giành được thần quảng giới ngoại kia, chúng ta cũng có thể vượt xa bọn họ. Hai bên đều không còn đường lui, chỉ có thể liều mạng. Người kia tỏ vẻ lo lắng, nhưng bây giờ di tộc Thái Cổ đã gia nhập nhà họ Thiên. Cô gái ngẩng đầu nhìn chân trời ngoài điện, nhẹ giọng nói, bệ hạ lo xa nghĩ rộng, chúng ta phải tin tưởng ngài ấy. Người kia chợt cất lời, mục đích cô giữ thiếu niên đó bên cạnh mình là gì? Cô gái đáp, đào tạo rồi đưa vào chiến trường đế tinh. Người kia, cuối cùng. Xích sắt trên tay chân Diệp Quan cũng được cởi ra, thực lực của hắn được phục hồi, nhưng hắn không chạy trốn, bây giờ chạy trốn cũng vô ích, không bằng đi theo cô gái kia tìm cơ hội xem có thể giết chết chủ nhân bút đại đạo hay không, để kết thúc ván cược này sớm hơn. Trong khoảng thời gian này, hắn cũng đã bắt đầu hiểu rõ nơi đây. Tỉnh Ung Nhung. Đế quốc có 10.008 tỉnh, mỗi tỉnh có dân số hàng trăm triệu người, cô gái đó là thống đốc tỉnh Ung Nhung, tên là Tang Hàn. Một trong những thống đốc hiếm hoi không thừa kế vị trí từ thế hệ trước, dưới sự cai trị của cô ta, tỉnh Ung Dung đã trực tiếp nhảy từ vị trí đứng cuối lên top 10. Thống đốc một tỉnh có quyền lực rất lớn, có thể quản lý quân sự và chính trị của một tỉnh, quan lớn một phương chân chính, quyền lực rất lớn. Ý tưởng dùng tù nhân để khai thác mỏ là do cô gái này nghĩ ra. Ngoài ra, hắn còn biết được hiện tại đế quốc đang có chiến tranh với nhà họ Thiên. Hắn không hiểu lắm về nhà họ Thiên này, chỉ biết đây là một gia tộc đáng sợ, căn bản không hề yếu hơn đế quốc một chút nào, hai bên đang chiến đấu rất căng thẳng. Diệp Quân hơi lúng túng. Bởi vì nền văn minh ở nơi này thực sự hơi tiên tiến, nếu không có sự giúp đỡ của cha và cô, hắn gần như không thể thu phục được thế lực này. Hắn không thể thu phục được dù chỉ một tỉnh, càng khỏi nói tới toàn bộ đế quốc. Tang Hàn dẫn Diệp Quân đi đến khu vực phát triển nhất vùng.
tuy đế quốc đang giao chiến cùng nhà họ Thiên nhưng nơi này lại hoàn toàn không có sự hiện diện của mùi chiến tranh, chỉ có người qua kẻ lại tấp nập vô cùng. Diệp Quân không khỏi cảm thán trước vẻ sầm uất của nơi này, đâu đâu cũng là người tập võ, tu vi trung bình cũng khá cao nhưng không đến nỗi phá hư đi đầy đường. Cường giả bậc đó tuy không tính là mạnh nhất ở đây nhưng cũng đã là hiếm thấy. Nếu có thể dùng sức mạnh tín ngưỡng và kiếm thanh huyền thì hắn sẽ thuộc hạng trung bình khá, nhưng giờ không dùng được thì chỉ là trung bình thôi. Tang Hàn mặc áo đen bó sát, toát ra vẻ trang nghiêm túc mục, tỏa ra khí chất uy nghiêm khiến người khác không dám nhìn thẳng vào mắt. Diệp Quân không cảm nhận được cảnh giới của cô ta, chỉ biết là chắc chắn không thấp. Không có sức mạnh thì đã không thể làm thành chủ, điều này đúng với cả vũ trụ quan huyên lẫn nơi này. Sức mạnh luôn là nòng cốt. Diệp Quân theo Tang Hàn đi vào một ngôi lầu các cao tổng cộng 39 tầng, bên trong trang hoàng xa hoa lộng lẫy. Có hơn 100 người đứng đó, tất cả đều không phải tầm thường. Diệp Quân phát hiện có tầm 20 cường giả phá hư đang xếp hàng chỉnh tề, khi nhìn thấy Tang Hàn thì đồng loạt cung kính thi lễ, tham kiến tổng đốc đại nhân. Cô ta chỉ lạnh nhạt đáp, không cần đa lễ, rồi dẫn Diệp Quân lên lầu, những người còn lại nhanh chóng theo sau. Họ nhanh chóng có mặt ở tầng cao nhất, một phòng tiệc rộng rãi đủ để chứa vạn người. Ông lão áo gấm đứng ngoài cửa thấy Tang Hàn và Diệp Quân thì thi lễ, khom người đến cong cả eo, đại nhân. Tang Hàn không đáp mà dẫn Diệp Quân vào trong. Những người khác theo vào nhưng không ai dám ngồi, chỉ cung kính đứng nhìn cô ta an tọa ở ghế chủ vị. Ngồi đi. Được cho phép rồi, bọn họ mới dám vào chỗ, nhưng ai nấy đều chỉ đặt có một nửa mông xuống, mặt mang đầy vẻ kính cẩn. Diệp Quân thì không ngồi mà tự giác lui sang một bên. Tang Hàn đi thẳng vào vấn đề, ta triệu tập chư vị hôm nay là để bàn về chiến sự ở chiến trường đế tinh. Lời này khiến những người ngồi dưới đanh mặt. Tang Hàn tiếp tục, đánh giặc là việc hao tiền của. Bệ hạ đã ra lệnh dùng tất cả quyền lợi của đế quốc để tiếp viện đế tinh, tỉnh Ung Nhung của ta cũng nhận nhiệm vụ phải gom góp 10 triệu đá tinh linh vận chuyển ra đó, nhưng ngân khố của cả thành đã hoàn toàn trống rỗng, không có dù chỉ một viên. Ánh mắt cô ta nhìn xuống, khiến ai nấy đều sướng chân. Biết rằng bị gọi họp là sẽ có chuyện nhưng không ngờ lại bị tổng đốc vòi tiền. 10 triệu đá tỉnh linh là một số tiền khổng lồ. Không ai dám hé răng. Tang Hàn tiếp tục, ta không trấn lột các vị mà là đi mượn. Các vị mỗi người góp cho ta một ít, ta sẽ chịu lãi, đợi thắng trận rồi sẽ trả cả vốn lấn lãi cho các vị. Vẫn không ai nói gì. Tang Hàn nhíu mày. Một luồng khí thế vô hình bất thình lình bao trùm cả phòng. Những người khác khẽ run lên nhưng vẫn không lên tiếng. Tang Hàn im lặng chờ nghe tiếp. Ông lão tiếp tục, nay có chiến tranh bên ngoài, quốc nội ổn định là quan trọng nhất. Dòng chảy kinh tế của Ung Nhung đang được kiểm soát, nay bỗng lấy đi 10 triệu đá tinh linh thì thế nào cũng ảnh hưởng, nếu quản lý không tốt thì gây mất thăng bằng kinh tế, lỡ như lại gây ra nội loạn. Ông ta không nói nữa. Tang Hàn, vậy theo ý ông thì làm sao? Ông lão, tiền này chúng ta đương nhiên sẽ góp, nhưng ta thấy cần phải bàn bạc thật kỹ để cho ra một sách lược vẹn toàn. Diệp Quân nhìn sang, biết ngay là người này đang cố tình câu giờ. Tang Hàn cũng nhìn ra ý đồ của đối phương, trong ánh mắt lạnh nhạt toát ra vẻ âm u. Nhưng ông lão không sợ. Họ là thương nhân đến từ nhiều thế lực khác nhau. Tuy mỗi cá nhân không có sức mạnh đặc biệt nhưng nếu bắt tay lại thì Tổng đốc cũng không dám khinh thường, nhất là khi đang có chiến tranh. Tang Hàn không nói gì. Cô ta có thể dùng sức mạnh để cưỡng ép họ đưa tiền, nhưng một khi họ bắt tay với nhau thì có thể khiến toàn tỉnh Ung Nhung rơi vào bạo động. An dân cũng là yếu tố hàng đầu. Bỗng Diệp Quân mở miệng, chư vị không muốn quyên tiền, phải chăng là sợ Tổng đốc không có khả năng hoàn trả hoặc chơi xấu không trả? Dễ thôi mà. Trước tiên thì Tổng đốc dùng danh nghĩa đế quốc để viết giấy nợ đi, ai bằng lòng quyên tiền thì trình lên đế quốc, thưởng cho người đó và gia đình một huân chương yêu nước. Chỉ cần có nó thì được giảm 1% thuế ở bất kỳ ngành nghề nào khi làm ăn trong tỉnh. Thành viên gia tộc sở hữu huân chương này có thể trở thành nghị viên của tỉnh, có quyền tham gia và kiến nghị vào việc xây dựng Ung Nhung. Lời này thu hút mọi tầm mắt đổ dồn về hắn. Bao gồm cả Tang Hàn. Diệp Quân bình chân như vậy. Hắn không thể làm thị vệ cả đời, mà Tang Hàn chưa có hảo cảm với hắn, bây giờ giữ hắn lại biết đâu là đang có mưu đồ gì đó. Nên hắn cần phải thể hiện bản thân, cho thấy mình có giá trị thì người khác mới để mắt đến mình.
Những thương nhân kia đã có chút ngo ngoe dục dịch trước ý kiến của Diệp Quân. Tang Hàn đã nói chúng tim đen rằng họ sợ cô ta không trả tiền nổi. Uy tín thì tổng đốc có đấy, nhưng lỡ như cô ta từ chức rồi người lên thay phủ nhận món nợ này thì họ biết khóc với ai. Chuyện thường ngày ở huyện Mã Ỵ. Nhưng nếu Tang Hàn dùng danh nghĩa đế quốc để vay nợ thì không còn gì phải lo nữa, lại còn có huân chương yêu nước để giảm 1% thuế. Đừng thấy chỉ có một phần mà lầm, với người làm ăn vừa lớn vừa lâu dài như họ thì đây là một con số khổng lồ. Quan trọng nhất là huân chương này còn mang đến quyền tham nghị. Không khác gì thay đổi thân phận. Đây mới là thứ hấp dẫn họ. Nhiều người đã khe khế nở nụ cười nhưng vẫn không ai lên tiếng, vì không biết đây là ý của Diệp Quân hay Tang Hàn. Trước mọi ánh mắt đổ dồn về mình, Tang Hàn liếc nhìn Diệp Quân một cái rồi nói, đây cũng là ý của ta. Các thương nhân nghe vậy thì mỉm cười hài lòng. Ông lão kia vội nói, Tổng đốc đại nhân, vậy thì chúng ta sẵn lòng góp sức vì nước nhà. Chúng ta cũng vậy, không ai làm khó dễ gì nữa. Tang Hàn dẫn Diệp Quân đi ra hành lang. Bản thân cô ta đứng lặng bên cửa sổ hồi lâu mới quay lại nhìn hắn. Hắn hỏi, đại nhân có việc gì? Tang Hàn, vì sao? Diệp Quân, ta muốn thay đại nhân phân ưu. Tang Hàn, nói thật. Diệp Quân, để ở lại bên cạnh đại nhân, có được công việc tốt, được ngài che chở. Một hồi sau, Tang Hàn lại nhìn ra cửa sổ, ta không có quyền thay đế quốc viết giấy nợ. Diệp Quân, đại nhân cũng không định trả tiền, đúng chứ? Tang Hàn, chính xác. Diệp Quân, nhưng vẫn phải gom đủ 10 triệu đá tinh linh. Tang Hàn, người muốn nói gì? Diệp Quân trầm ngâm một phen, cục diện bây giờ không phải lúc để nội loạn, bằng không sẽ dẫn đến rất nhiều chuyện. Ví dụ như nếu họ rút hết vốn đi thì bên dưới sẽ khủng hoảng làm theo, giữ dịt tiền mặt trong túi, không chịu lấy ra dù chỉ một cắt, sẽ khiến toàn thành rơi vào rối ren. Hắn thoáng dừng lại, đại nhân đương nhiên có thể dùng vũ lực nhưng kết quả cũng sẽ như vậy. Một khi chiến tranh kết thúc, kẻ thù trong nước của ngài sẽ lấy đó để làm khó dễ, tình cảnh của ngài sẽ cực kỳ nguy ngập. Tang Hàn, dù sao về sau ta cũng không trả nổi. Diệp Quân mỉm cười, kiếm tiền không khó mà. Tang Hàn nhìn Diệp Quân đang hơi khom người, nhưng vẫn rất có chừng mực. Tang Hàn hỏi, ta có thể tin tưởng ngươi không? Diệp Quân gật đầu, có thể. Tang Hàn thắc mắc, vì sao? Diệp Quân đáp, nếu đại nhân không thể tin tưởng ta thì có lẽ ta đã chết rồi. Tang Hàn gật đầu, người đúng là một người thông minh, làm thị vệ hơi phí nhân tài, bắt đầu từ bây giờ, ngươi ở bên cạnh ta, ngoài mặt là một thị vệ, nhưng thật ra ngươi là tham mưu của ta, chỉ cần làm việc cho một mình ta. Diệp Quân đáp, vâng thưa đại nhân. Tang Hàn nói, ngươi đi nói chuyện với mấy thương nhân kia đi. Ta cần gom đủ 10 triệu đá tỉnh linh trong khoảng thời gian nhanh nhất. Nói xong, cô ta xoay người rời đi. Diệp Quân chợt nói, ta cần chút quyền lực. Hắn vừa nói hết câu, một lệnh bài lập tức bay đến trước mặt hắn, bên trên có một chữ Hàn. Diệp Quân cười nhẹ, có lệnh bài này rồi, hắn sẽ có thể làm được rất nhiều chuyện. Mẹ kiếp! Chuyện đầu tiên là phải đi giết chết tên chủ nhân bút đại đạo kia. Dù là một giây hắn cũng không muốn đợi nữa. Nhưng trước đó vẫn phải giải quyết chuyện những thương nhân kia đã. Diệp Quân trở về đại điện, lúc này, những thương nhân kia vẫn chưa rời đi, thấy Diệp Quân đi tới, cả một nhóm thương nhân vội vàng tập trung lại, trên mặt là nụ cười tươi, ông lão đi đầu cười nói, cho hỏi công tử xưng hô thế nào. Diệp Quân đáp, sau này mọi người gọi ta là Diệp Quân là được. Đương nhiên không ai dám gọi thẳng tên hắn, ông lão dẫn đầu nói, Diệp công tử, chuyện này. Diệp Quân ngắt lời ông ta, đại nhân đã đồng ý rồi. Nghe thế, mọi người đều bật cười. Diệp Quân nói, các vị cần bao lâu để gom đủ 10 triệu đá tinh linh? Ông lão hơi khó xử. Diệp Quân nhìn ông ta, những người khác lui xuống đi. Nghe thấy lời Diệp Quân nói, mọi người đều hơi ngạc nhiên, đồng loạt nhìn về phía ông lão. Diệp Quân nhíu mày, một luồng kiếm thế đáng sợ lập tức bao trùm lên mọi người xung quanh. Mọi người lập tức sợ hãi thốt lên, kiếm tui. Ông lão dẫn đầu vung tay, lùi xuống hết đi. Rõ ràng những thương nhân khác đều nghe lời ông ta, nghe ông ta nói thế thì vội vàng lùi xuống. Chẳng mấy chốc, trong điện chỉ còn lại hai người. Ông lão cười khẽ nói, Diệp công tử có gì cứ nói, đừng ngại. Diệp Quân bình tĩnh cất lời, thưa lão tiên sinh, tôi cho ông một lời khuyên chân thành, thời này tuyệt đối đừng ra vẻ mình thông minh,
ông phải hiểu bây giờ là lúc nào. Ông lão nhíu mày. Diệp Quân nói tiếp, đế quốc đang chiến đấu với nhà họ Thiên, mà khoảng thời gian này, đại nhân đã dùng vô số cách vì khoản tiền kia, việc này chứng tỏ điều gì? Chứng tỏ tình hình trận chiến không được như ý cho lắm. Mà trong một trận chiến không phải chỉ cạnh tranh về số người và cao thủ mà còn cạnh tranh tiền của. Lần này đại nhân vay tiền các ông rõ ràng đã là thời khắc quan trọng nhất, nếu các ông không biết điều, thì có biết thứ gì đang chờ đợi các ông không? Ông lão xa sầm mặt. Diệp Quân lại nói, trước mắt đại nhân có hai sự lựa chọn để có được số tiền này, một là ra tay với các ông, hai là ra tay với dân chúng. Nhưng chưa đến thời khắc thật sự không còn cách nào khác, bọn họ sẽ không ra tay với dân chúng. Vì động đến người dân vào thời điểm này có khả năng cao sẽ gây ra nội loạn. Không thể ra tay với dân chúng thì đương nhiên chỉ có thể ra tay với thương nhân các người rồi. Vì sao ư? Vì các người không phải trên, cũng không phải dưới. Ông hiểu ý ta chứ? Ông lão trầm giọng nói, Diệp công tử nói rõ hơn đi. Diệp Quân nhìn ông ta, trên cũng không phải trên là muốn nói mấy người như các ông, có tiền nhưng không có quyền lực, hoàn toàn không mang đến uy hiếp gì cho đế quốc, cũng không có năng lực làm ảnh hưởng đến quyết định của những người đứng đầu đế quốc, vì thế những người quyết sách của đế quốc sẽ không đứng về phía các ông. Dưới không phải dưới nghĩa là các ông có khoảng cách nhất định với những dân chúng bình thường kia. Nếu các ông bị giết, những dân chúng đó sẽ không thông cảm cho các ông, thậm chí còn vỗ tay đốt pháo nữa. Diệp Quân bình tĩnh đáp, nếu không thắng thì đương nhiên là đồng quy vu tận rồi, đế quốc không còn, các ông cũng đâu thể toàn mạng. Đến lúc đó không chỉ đế quốc bị người khác xâm chiếm mà những người đứng dưới như các ông cũng sẽ như thế. Ông lão im lặng. Diệp Quân cười nói, đừng nghĩ đến việc chạy trốn, bây giờ các ông dám có suy nghĩ đó, ông có tin cả gia tộc của mình đều bị giết chết không? Ông lão khẽ thở dài. Diệp Quân nói, thật ra đây là cơ hội nghìn năm có một của các ông. Nếu lúc trước các ông hoàn toàn không có cơ hội tiếp xúc với đại nhân, nhưng bây giờ đại nhân phải chủ động đến tìm các ông. Nếu các ông hiểu chuyện dốc toàn lực giúp đỡ đại nhân vào lúc này, đợi sau khi chiến thắng, chắc chắn đại nhân sẽ thăng chức, lúc đó đại nhân cũng sẽ không quên được các ông. Ông lão lắc đầu, chúng ta đều là thương nhân, chỉ có một chút tiền, chưa nói đến khi cô ta thăng chức, dù là bây giờ cô ta cũng sẽ không coi chúng ta ra gì. Diệp Quân nói, cũng vì lý do đó nên các ông mới càng cần đứng về phía đại nhân vào thời điểm này. Ông lão nhìn về phía Diệp Quân nói, vì sau này đại nhân chỉ cần ban chút ơn huệ đã đủ cho các ông lên như diều gặp gió, thay đổi số phận rồi. Sắc mặt ông lão thay đổi, Diệp Quân không nói thêm gì nữa, hắn đã nói hết những gì cần nói rồi. Nếu những người này vẫn cố chấp thì chỉ có thể đối mặt với đồ đao của Tang Hàn mà thôi. Từ trước đến giờ, nếu người bên trên thiếu tiền, bọn họ không ra tay với thương nhân cũng sẽ ra tay với dân chúng, quân chủ ngu ngốc sẽ ra tay với dân chúng, kết quả của cách làm này là khiến dân chúng tạo phản, đẩy dân chúng về phía các thương nhân sĩ tộc, khiến bọn họ hợp tác với nhau, còn quân chủ thông minh sẽ ra tay với thương nhân trước, thương nhân không phải trên cũng không phải dưới, giết chết toàn bộ bọn họ cũng không có ai cảm thấy bất công. Hắn không biết bây giờ trận chiến giữa đế quốc và nhà họ Thiên đã đến mức độ nào. Nhưng có thể xác định một điều là tình hình không lạc quan chút nào, cũng vì thế nếu trận chiến bên kia lại xuất hiện tình huống xấu gì thì chắc chắn người bên trên của đế quốc sẽ bất chấp mọi thủ đoạn. Ông lão chợt nói, ta bỏ ra 20 triệu đá tinh linh. Diệp Quân thôi suy nghĩ, hắn nhìn về phía ông lão nhìn chằm chằm hắn, không cần bất cứ giấy nợ gì của thống đốc đại nhân. Diệp Quân nói, vậy ông muốn cái gì? Ông lão nhìn chằm chằm Diệp Quân, ta muốn một lời cam kết. Diệp Quân lắc đầu, ta không thể đồng ý với các người thay đại nhân. Ông lão nói, không phải muốn cam kết từ đại nhân, mà là cam kết từ cậu. Diệp Quân nghi ngờ, muốn cam kết từ ta. Ông lão gật đầu, phải. Diệp Quân nhìn ông ta, vì sao? Ông lão nói, Diệp công tử, ta biết ta không có tư cách mặc cả với thống đốc đại nhân, như cậu đã nói đó, bây giờ chúng ta mặc cả với đại nhân chỉ sẽ khiến cô ta khó chịu. Vì thế ta chỉ có thể đàm phán với công tử, yêu cầu của ta là hy vọng sau này nếu chúng ta có một kết cục không tốt thì hy vọng Diệp công tử có thể giúp đỡ chút ít. Diệp Quân im lặng một lúc rồi đáp, được. Ông lão cười nói, vậy ta cảm ơn trước. Dứt lời, ông lão lấy một chiếc nhẫn không gian ra, cung kính đưa cho Diệp Quân, 20 triệu viên đá tinh linh đều ở đây. Diệp Quân nhận lấy nhẫn không gian, hắn nhìn thoáng qua, bên trong đúng là có 20 triệu đá tinh linh.
Ông lão nói, thật sự không giấu gì, chúng ta đã chuẩn bị tinh thần cho tình huống xấu nhất rồi, nếu thống đốc đại nhân có ý ép buộc, chúng ta sẽ lập tức rời đi. Nhưng sau khi nghe Diệp công tử nói xong, ta mới hiểu nếu bây giờ chúng ta dám trốn, e rằng sẽ lập tức không thể quay đầu, hầy. Nói xong, ông ta lại lấy một chiếc nhãn không gian ra đưa cho Diệp quân. Diệp quân hơi nghi ngờ, đây là... Ông lão cung kính nói, bên trong có 1 triệu đá tinh linh, là chúng ta tặng cho Diệp công tử. Nhưng Diệp quân lại lắc đầu, không cần làm thế đâu. Sau đó, hắn đứng dậy, ông xưng hô thế nào? Ông lão đáp, tại hà là tân vân của nhà họ Tần. Diệp quân gật đầu, ông Tần, cất nhẫn không gian đi. Tần Vân vội nói, Diệp công tử, đây là chút tấm lòng của chúng ta, cậu. Diệp quân nói thật thì bây giờ ta rất thiếu tiền, nhưng ta sẽ không thừa nước đục thả câu, ông về nói với những người khác là nghe lời ta đảm bảo họ có thể giàu có vạn năm. Nói xong, Diệp quân xoay người rời đi. Tần Vân nhìn nhẫn không gian trước mắt, đứng ngơ ngác. Diệp quân đi tới đại điện của Tang Hàn, đứng trước mặt cô ta, đặt nhẫn không gian xuống bàn. Tang Hàn nhìn thoáng qua nhẫn không gian, sau đó nhìn về phía Diệp quân, 20 triệu viên. Diệp quân gật đầu, bọn họ nói đế quốc đang khó khăn, mọi người đều có trách nhiệm, bọn họ sẵn sàng giúp đỡ đại nhân thêm 10 triệu đá tinh linh, hơn nữa còn không cần giấy nợ gì cả. Tang Hàn nhìn hắn, không nói gì. Diệp quân nói, đâu là nguyên văn lời ông ta nói. Tang Hàn gật đầu, ta hiểu rồi. Rời khỏi đại điện, Diệp quân lập tức đi đến mỏ tỉnh linh nơi hắn từng bị giam giữ. Để xử lý chủ nhân bút đại đạo, ngày nào người này còn chưa chết thì hắn ăn không ngon ngủ không yên. Nhờ lệnh bài của Tang Hàn mà hắn đi thẳng một mạch không gặp trở ngại. Nào, nhưng vừa chờ tới hầm mỏ thì xa sầm mặt. Chủ nhân bút đại đạo đi rồi, lại đi con mẹ nó rồi. Quản sự hầm mỏ đứng trước mặt hắn, run như cầy sấy. Ông ta không ngờ phạm nhân trước đó thoát cái đã biến thành người của Tổng đốc. Đúng là vừa run vừa sợ không thiếu gì. Diệp quân hỏi, ông ta rời đi cách nào? Quản sự, có một thị vệ đến mang đi. Diệp quân nhíu mày, thị vệ. Quản sự dè dặt gật đầu. Vâng, còn vì sao thì, thuộc hạ cũng không biết. Diệp quân trầm ngâm một hồi rồi xoay người, chưa đi được mấy bước thì quay lại. Thấy Chiêm Vân vẫn đang cần cù đào khoáng bên kia. Hắn bèn nói, ta mang người này đi. Quản sự đáp ứng ngay, vâng vâng. Thế là Diệp quân dẫn Chiêm Vân rời khỏi mỏ. Trong tinh không, y kích động kêu lên, Diệp huynh. Sao huynh hòa nhập hay vậy? Diệp quân chỉ cười, bây giờ huynh tự do rồi đấy. Chiêm Vân, huynh làm việc cho Tổng đốc sao? Diệp quân gật đầu. Chiêm Vân lại càng hưng phấn, có huynh giúp đỡ thì tỷ lệ tạo phản thành công của chúng ta sẽ cao hơn rồi. Diệp quân, vẫn còn muốn làm phản à? Chiêm Vân đáp ngay, đương nhiên, mục đích của chúng ta là lật đổ đế quốc mài huynh. Bỗng y im bặt, dè dặt hỏi, huynh có? Diệp quân, ta thật lòng khuyên huynh một câu, Tổng đốc đại nhân không hề ầm thường, có muốn làm phản thì cũng nên tìm tỉnh khác. Nói rồi hóa thành kiếm quang biến mất ở nơi xa, làm phản ư? Hắn vốn định thu phục nhóm người này, nhưng xem ra vẫn còn phải quan sát thêm một chút. Đồng đội heo còn đáng sợ hơn đối thủ mạnh nữa. Nơi đây không phải vũ trụ quan huyền, từng bước đều phải cẩn thận. Mà chủ nhân bút đại đạo cũng đã thoát khỏi khốn cảnh, ván cờ giữa ông ta và hắn giờ đây mới bắt đầu. Hắn càng không thể phạm sai lầm. Trở lại phủ tổng đốc, Diệp quân bỗng phát hiện người tới người đi tấp nập. Thế là hắn biết đã có chuyện gì đó đã xảy ra. Trên danh nghĩa thì hắn vẫn là thị vệ phải đi theo Tang Hàn. Thế là hắn trở về đại điện, thấy tất cả những người ở đó đều đang quỳ xuống. Bên trong, Tang Hàn đứng ở chính giữa, trước mặt một ông lão mặc áo bào đen sang trọng. Trong tay ông ta cầm một quyển sổ con màu vàng, trông như đang đọc gì đó. Người của đế đô, chắc chắn là có ý chỉ gì đó rồi. Điều làm hắn giật mình hơn là phân hóa giai cấp đế quốc nghiêm ngặt đến vậy, ai nấy nghe thánh chỉ đều phải quỳ xuống, ấy vậy mà Tang Hàn vẫn đứng. Cô ta đứng. Diệp quân đương nhiên cũng không quỳ. Chỉ thấy ông lão trong điện gấp quyển sổ lại, nở một nụ cười hiền từ trên gương mặt nghiêm nghị, bệ hạ nói ngoại ưu tất có nội họa, mong đại nhân cẩn trọng. Tang Hàn gật đầu hỏi, bệ hạ có mạnh khỏe không? Ông lão cung kính đáp, hết thảy đều bình yên. Tang Hàn, ta biết Chu đại nhân bận rộn,
không giữ ông lại nữa. Sau này về đế đô ta sẽ đến viếng thăm. Lời này xem như đã cực kỳ nể mặt, khiến ông lão cười càng thêm hài lòng, quyết định đáp lại, đại nhân là công thần đế quốc, thân mang vô vàn trọng trách, xin hãy chăm sóc bản thân thật tốt. Gần đây có nhiều kẻ trình sổ con muốn điều ngài đến chiến trường đế tinh, thủ phụ đại nhân cũng có ý đấy. Tang Hàn khẽ nheo mắt, Tang Hàn ghi nhớ ân tình của Chu đại nhân. Ông lão chỉ cười mà không nói rồi rời đi. Tang Hàn nhìn hẳn, y là phản tặc. Diệp Quân, ta cho rằng mắt nhìn đại cục của đại nhân không nên nhỏ nhen như vậy. Tang Hàn nheo mắt, phóng ra khí thế hùng hậu phủ lên Diệp Quân. Làm hắn có cảm giác như đang bị ngàn vạn đỉnh núi đè bẹp, nhưng vẫn giữ vẻ bình thản, không chút yếu thế. Ở chung với cô gái này một thời gian, hắn biết cô ta là một nhân vật ưu tú, tuyệt đối không cho phép người khác khiêu khích mình, đồng thời cũng không ưa những kẻ chỉ biết vâng vâng dạ dạ. Hắn lại càng không thể như vậy để tránh làm mất giá trị trong mắt cô ta. Nói một câu đơn giản, phụ nữ ấy mà, không thể quá nuông chiều được. Diệp Quân, có người muốn tạo phản chống lại đế quốc chắc chắn là có lý do, ta nghĩ đại nhân muốn biết nó là gì. Tạm thời chúng ta không cần bàn đến, ta chỉ cho rằng người có chí lớn bao la như đại nhân không nên xoắn suýt vì chuyện nhỏ nhặt này. Tang Hàn, người cho rằng tạo phản là chuyện nhỏ. Diệp Quân, bọn họ so với đại nhân đều là vặt vãnh chứ đừng nói so với đế quốc. Nếu muốn, ngài có thể quét sạch họ bất kỳ lúc nào, đúng chứ? Tang Hàn, vậy ngươi nói xem vì sao ta không nên làm vậy? Diệp Quân, hai nguyên nhân, hoặc thả dây câu cá lớn, hoặc cố tình nuôi giặc. Tang Hàn nhìn hắn, không nói lời nào. Diệp Quân tiếp tục, ta có ý tưởng này, không biết đại nhân có muốn nghe? Tang Hàn, nói. Diệp Quân, ta đã tiếp xúc với y. Thế lực tạo phản của họ so với đại nhân đơn giản chỉ là trò trẻ con, khó làm nên chuyện, nhưng một khi họ tập hợp được nhiều người hơn thì cũng khó mà xem thường. Vì sao? Nguyên nhân căn bản là vì chế độ đế quốc chưa hoàn thiện, cán cân lợi ích đang nghiêng về thế gia và tông môn. Người ở tầng lớp dưới sống trong vô vọng, dần sinh ra oán hận. Tang Hàn, xem ra ta đã xem thường ngươi, mà ngươi cũng to gan lớn mật, cái gì cũng dám nói. Ngươi cho rằng ta sẽ không giết ngươi. Diệp Quân, muốn ở bên đại nhân thì phải thành thật chứ không được giả dối, nên ta nghĩ gì sẽ bẩm báo đúng sự thật. Nếu đại nhân muốn ta nói lời dễ nghe thì cũng được thôi. Tang Hàn, tiếp tục. Diệp Quân, để giải quyết triệt để thì cũng đơn giản, đó là phân phối lợi ích hợp lý. Chỉ cần người bên dưới có đường ra, có hy vọng thì sẽ không nghĩ về việc làm phản nữa, ngược lại còn có thể để đại nhân lợi dụng. Tang Hàn, phân phối hợp lý là thế nào? Diệp Quân nói ngay, cải cách. Tang Hàn nheo mắt. Diệp Quân tiếp tục, đương nhiên không thể làm ngay được. Việc cần kíp trước mắt là giúp đế quốc chiến thắng. Nếu đại nhân tin ta thì hãy để ta tiếp xúc với những người kia, ta sẽ tìm cách ổn định họ, để họ không gây sự trong khoảng thời gian này. Tang Hàn, người biết họ là người thế nào không? Diệp Quân, biết. Tang Hàn nhíu mày, biết. Diệp Quân gật đầu, ta ở với y tầm 10 năm, cái gì y cũng nói hết. Tang Hàn, vì sao? Đại điện trở nên tĩnh mịch theo sự im lặng của Tang Hàn khi cô ta chỉ chằm chằm nhìn vào Diệp Quân. Mà hắn cũng không mở miệng. Thật ra hắn đang đánh cược. Hắn không có thời gian để chậm rãi lên kế hoạch hay thể hiện bản thân. Chủ nhân bút đại đạo đã thoát khỏi khốn cảnh, mà ông ta thì kinh khủng đến nhường nào chứ? Nên hắn cũng phải tăng tốc. Mà muốn tăng tốc thì phải mạo hiểm. Một hồi sau, Tang Hàn cất tiếng, tiếp tục. Diệp Quân thở phào nhẹ nhõm trong lòng, những lời sau đây. Có thể có chút đại nghịch bất đạo. Tang Hàn điềm tĩnh nói, không sao, bây giờ ngươi đã đại nghịch bất đạo lắm rồi. Diệp Quân, Tang Hàn, tiếp đi, ta còn muốn xem ngươi có thể đến mức nào nữa. Diệp Quân liếc nhìn cô ta, ý ta là chúng ta nên cho những người ở tầng lớp dưới một cơ hội, một hy vọng, chỉ như thế mới ổn định họ được. Tang Hàn, theo ngươi nên làm như thế nào? Diệp Quân, việc này phải từ từ mà làm, không thể vội vã. Ta nghĩ chúng ta nên đi từ nhỏ đến lớn, trước tiên phủ tổng đốc hãy bỏ vốn để xây dựng thư viện cho con em bình dân nhập học, để những người không có bối cảnh hay thế lực sau lưng cũng có đường để đi. Đại nhân hẳn cũng biết rất nhiều người trong số họ cực kỳ có thiên phú, họ không thiếu nỗ lực, chỉ thiếu cơ hội mà thôi. Nếu chúng ta có thể cho, họ nhất định sẽ không thua kém ai. Hắn thoáng dừng lại, phủ tổng đốc chúng ta mỗi năm cũng mời chào công chức đúng không?
Chúng ta có thể chọn từ thư viện mà lên. Nói cách khác, đó là nơi ta đào tạo nhân tài. Tang Hàn khẽ nhíu mày. Tự đào tạo nhân tài cho bản thân à? Cô ta đương nhiên biết tầm quan trọng của nó, cũng biết đây là nguồn lực mình đang thiếu. Thấy Tang Hàn đã ra chiều bị thuyết phục, Diệp Quân tiếp tục, chúng ta chỉ mở thư viện ở Ung Nhung thì sẽ không gây chú ý nhiều. Quan trọng hơn là nhân tài từ đây ra sẽ mang ơn đại nhân. Thứ cho ta mạo phạm nhưng chỉ cần ngài đồng ý làm, sau này ngài chính là trời là biển trong lòng họ. Hắn vốn muốn nói là trong lòng họ sẽ chỉ có đại nhân, không có đế quốc. Nhưng thấy Tang Hàn vẫn còn trung thành với đế quốc, hẳn lựa chọn nuốt nó vào. Cứ từ từ. Quả nhiên Tang Hàn ra chiều xuôi lòng. Thủ hạ trong tay cô ta có không ít người tài, nhưng có ai lại từ chối càng nhiều hơn bao giờ. Chưa kể cô ta cũng có kẻ thù, bắt buộc phải có một thế lực chỉ tuyệt đối trung thành với mình. Diệp Quân đề nghị, hay cứ thử xem. Thử trước đi. Tang Hàn nhìn hắn, việc này giao cho ngươi. Diệp Quân gật đầu, được. Tang Hàn, thư viện đặt tên gì? Diệp Quân trầm tư một hồi, đặt là, Quan Huyên đi, Tang Hàn, vì sao? Diệp Quân cười, Quan Huyên, quan sát sự huyền ảo của vũ trụ. Nghe to lớn mà còn mang ý nghĩa sâu xa, lại còn thuận miệng dễ nhớ. Tang Hàn gật đầu, vậy được. Diệp Quân, thế ta làm nhé. Tang Hàn, ừ. Diệp Quân lại chần chừ. Ta có được trả thù lao không? Tang Hàn, không. Diệp Quân, vậy tiền vốn lập thư viện. Tang Hàn, không có. Hắn đi rồi, giọng nói bí ẩn kia lại vang lên trong đầu Tang Hàn, rốt cuộc hắn định làm gì? Cô ta nhàn nhạt hỏi, người cảm thấy hắn thế nào? Giọng nói tuyệt đối bất phàm, chưa nói đến kế hoạch, nội thái độ thản nhiên của hắn trước ngươi đã không phải chuyện người thường làm được. Hắn đã thấy nhiều việc đời rồi. Tang Hàn, còn gì nữa? Giọng nói, hắn qua bí ẩn, ta đề nghị tiêu diệt để phòng hậu hoạn. Tang Hàn lắc đầu, hắn có tài. Giọng nói, nếu hắn cam tâm tình nguyện hiến sức cho ngươi thì đương nhiên nên trọng dụng, vấn đề là hắn sẽ không chịu làm phó cho người khác, nên. Tang Hàn, người tài thế này mới càng khó được. Giọng nói kia im lặng. Tang Hàn lại hỏi, những gì hắn nói về chế độ, ngươi thấy sao? Giọng nói, không có cách nhìn chuẩn xác cho việc này. Tang Hàn, nhưng hắn nói đúng, không phải ư. Giọng nói giật mình, ngươi. Tang Hàn, sở dĩ ta nghĩ vậy là vì bệ hạ cũng nhận ra vấn đề này. Trước kia chúng còn chưa trở thành tệ đoan như hôm nay, nhưng giờ đây chiến tranh nổ ra, a mới phát hiện hoàng thất phiền phức thế nào. Ta được biết bệ hạ đã có ý định phái thành viên hoàng thất đến chiến trường. Nói cách khác, một khi chiến tranh kết thúc, bệ hạ có thể sẽ chọn đi theo cải cách, khi ấy đốc chủ các tỉnh như chúng a tất nhiên phải hưởng ứng. Giọng nói, người giữ lại hắn là để chờ ngày ấy. Tang Hàn gật đầu. Giọng nói, nếu bệ hạ không cải cách thì sao? Tang Hàn nhíu mày, thì đế quốc sẽ ngày càng xuống dốc. Giọng nói, bệ hạ không cải cách thì ngươi cũng tuyệt đối đừng nói ra. Một khi lên tiếng thì chẳng khác gì đắc tội toàn bộ hoàng thất và thế gia tông môn. Tang Hàn đương nhiên biết điều này nên không nói gì. Khi ấy, cô ta sẽ trở thành kẻ thù chung của giới quyền quý. Tang Hàn ngẩng đầu nhìn về nơi xa. Thanh niên kia sở hữu những kiến thức khiến cô ta bất ngờ. Nhưng cô ta biết người này có mục đích riêng. Cô ta lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, vẫn còn chuyện quan trọng hơn phải làm. Diệp Quân phấn khích vô cùng, một khi Tang Hàn đã đồng ý thì việc thành lập thư viện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Chỉ cần làm được thì xem như hắn đã có một bước tiến nhỏ. Nhưng thế cục nơi này rắc rối phức tạp nên phải vô cùng cẩn thận, chỉ cần sẩy chân thôi là sẽ vạn kiếp bất phục. Hắn biết kẻ địch của hắn là tất cả mọi người chứ không phải chỉ chủ nhân bút đại đạo. Phải phòng bị không chỉ Tổng đốc Tang Hàn mà còn cả những kẻ thù của cô A. Phải biết dè chừng, đi bước nào chắc bước ấy. Dù có thành lập được thư viện cũng không thể tuyên truyền Quan Huyên pháp ngay được. Không những thế, hắn còn phải tìm cách đề cao sức mạnh. Giờ đây không có tín ngưỡng và kiếm thanh huyền nên hắn có hơi yếu, nếu gặp phải cường giả thì chẳng khác gì cá nằm trên thớt. Sức mạnh luôn là quan trọng nhất, dù ở bất kỳ đâu. Giờ đây hắn chỉ có thể mượn sức Tang Hàn để phát triển trước. Muốn lập thư viện thì phải có thương nhân tài trợ, thế là Diệp Quân tìm đến Tần Vân. Trong đại điện, Tần Vân kinh ngạc hỏi, người muốn lập thư viện. Diệp Quân gật đầu, phải. Tần Vân, là ý của Tổng đốc.
Diệp Quân, ngài ấy muốn đào tạo nhân tài cho riêng mình, ông cũng hiểu mài. Ông cũng hiểu mà. Bốn chữ này khiến Tân Vân vốn không nghĩ nhiều chợt giật mình. Tổng đốc bồi dưỡng người tài làm gì? Chẳng lẽ là... Ông ta toát mồ hôi lạnh. Diệp Quân thấy vậy thì biết ông ta nghĩ sai hướng, cười nói, ông nghĩ đi đâu vậy? Tổng đốc lập thư viện là để đào tạo nhân tài cho bản thân và đế quốc. Người do mình đào tạo ra thì nghe lời mình, ông nói xem có đúng không? Tân Vân nhẹ nhõm trở lại, cũng phải. Diệp Quân, nhưng ngài ấy không thể đích thân làm được, bằng không sẽ bị chú ý nên mới giao cho ta. Mà ta thì lạ nước lạ cái, không biết bắt đầu từ đâu. Tân lão quen biết rộng nên giúp ta nhé. Tân Vân nghe vậy thì phấn khởi, xem như mình cuối cùng cũng được trọng dụng. Ông ta suy nghĩ một hồi, để lập thư viện thì trước tiên phải chọn vị trí rồi chọn giáo sư. Vị trí thì không cần lăn tăn, nhưng giáo sư thì... Ông ta nhìn Diệp Quân, phải chọn người thật giỏi mới có thể thu hút học sinh. Diệp Quân, việc này thì ta có cách. Thấy vẻ mặt của Diệp Quân, ông lão biết hắn hiểu lầm, vội nói, Diệp công tử, cậu hiểu lầm ý của ta rồi, ý ta là đứa cháu gái này của ta rất chuộng danh của Diệp công tử muốn đi theo cạnh Diệp công tử để học hỏi thêm. Thì ra là thế. Trong lòng Diệp Quân thở ra, hắn cũng sợ ông lão này đưa ra yêu cầu không nên có nào đó. Diệp Quân hắn không phải loại người bán rẻ cơ thể, loại chuyện này, dễ nói không dễ nghe đâu. Diệp Quân nói, đây là chuyện nhỏ. Trong lòng Tần Vân lập tức vui vẻ. Diệp Quân không cần người gì. Bây giờ trong lòng ông ta, Diệp Quân chính là người siêu nổi tiếng bên cạnh Tổng đốc đại nhân, thân tín tuyệt đối, nếu có thể quan hệ tốt với Diệp Quân, thì sẽ có vô số chỗ tốt với nhà họ Tần. Hơn nữa nếu cháu gái mình có thể bắt được thằng nhóc này, thì chẳng khác nào xây thêm một trụ cột cho nhà họ Tần. Nghĩ tới đây, trong lòng Tân Vân không khỏi cười hà hà. Ông ta là người làm ăn, mặc dù đã chọn biết điều, giúp đỡ Tang Hàn, nhưng ông ta rất rõ, nếu không thể có quan hệ tốt với Diệp Quân, cho dù nhà họ Tân có. Làm nhiều hơn cũng chẳng ích gì. Diệp Quân không lãng phí thời gian, lập tức bắt đầu chọn chỗ ở với Tân Vân, nhìn bản đồ trước mặt, ánh mắt Diệp Quân rơi vào chỗ giữa bản đồ. Nơi này nằm ở vùng trung tâm thành Ung Nhung, có một dãy núi, kéo dài hàng trăm dặm, xung quanh núi, còn có một dòng sông lớn vây quanh. Hắn vừa liếc mắt đã nhìn chúng chỗ này, quá hợp để xây thư viện rồi. Còn Tần Vân ở một bên thì cau mày, Diệp tiểu hữu. Diệp Quân quay đầu nhìn Tần Vân, chỗ này có vấn đề à? Tần Vân trầm giọng nói, Diệp tiểu hữu, nơi này là của nhà họ Quân. Diệp Quân hơi nghi hoặc, nhà họ Quân. Tân Vân nói, tiểu hữu có điều không biết, nhà họ Quân này là gia tộc lớn đứng đầu của tỉnh Ung Nhung, loại gia tộc này, tình hình bên trong rất khủng bố, cho dù Tổng đốc đại nhân cũng phải lôi kéo. Diệp Quân gật đầu, đã hiểu. Tân Vân lại nói, có điều, tiểu hữu có thể nói chuyện với họ, suy cho cùng, thân phận hiện giờ của tiểu hữu cũng không bình thường, nơi này với họ mà nói thì có cũng được không có cũng chả sao, rất có thể bọn họ sẽ cho tiểu hữu mặt mũi đấy. Diệp Quân bảo, thế thì nói chuyện. Nói xong, hắn gập bản đồ lại, đi, đi nhà họ Quân. Tân Vân vội nói, tiểu hữu, không được không được. Diệp Quân nhìn Tân Vân bảo, tiểu hữu, cái này không hợp quy củ, quy trình bình thường là chúng ta phải phát một tấm thiếp hỏi sang, nếu đối. Phương đáp thiếp, thì chúng ta mới tới cửa hỏi thăm. Nói xong, ông ta cười khổ, Diệp tiểu hữu này chắc chắn là người cực kỳ thông minh. Nhưng cũng có lúc biểu hiện như một người chưa trải sự đời. Có thể người trẻ đều như vậy. Diệp Quân suy nghĩ, sau đó nói, vậy chuyện này phiền lão Tần rồi. Hắn biết, hắn không hiểu những quy củ này lắm, có lúc là vậy, khi thực lực của ngươi không đủ, thì phải nói tới quy củ gì đó, nếu ngươi không nói, có thể đối phương sẽ cho rằng ngươi không tôn trọng người ta. Đương nhiên, nếu thực lực của ngươi đủ mạnh, thì bọn họ sẽ ước gì ngươi đừng đề cập tới quy củ. Cứ biểu hiện như người một nhà với bọn họ. Chuyện tiếp theo để lão Tần giải quyết, còn hắn thì quay về phủ tổng đốc, sau khi về phủ tổng đốc, hắn bắt đầu phái người điều tra tung tích của chủ nhân bút đại đạo. Bây giờ hắn có lệnh bài, có thể điều tra một số thị vệ có cấp bậc khá thấp. Cũng có thể điều tra người cao hơn, nhưng hắn không làm thế. Bây giờ hắn càng được Tang Hàn coi trọng, thì càng phải hiểu đúng mực. Diệp Quân tới một gian phòng tu luyện không người. Nơi này là không gian riêng, linh khí cực kỳ nồng nặc, rất phù hợp để tu luyện. Diệp Quân ngồi bắt chéo chân dưới đất, hắn lấy cuốn kinh phá bích ra.
tinh phá bích. Hắn muốn có thực lực của người ngoại giới, thì trước mắt chỉ có thể nhờ vào. Cuốn kinh phá bích này, đương nhiên, hắn không phải là muốn tu luyện cảnh giới này, mà là muốn kết hợp với kiếm đạo của bản thân. Dùng kiếm đạo phá hư, đạt đến ngoại giới. Ở nơi này, sức mạnh tín ngưỡng và kiếm thanh huyên đều không dùng được, hắn nhất định phải nghĩ cách nâng cao thực lực, nếu không, có mưu tính thế nào cũng vô dụng. Thực lực mới là sức mạnh lớn nhất. Đây là lần đầu tiên hắn nghiêm túc nhìn kinh phá bích, nhìn rồi lại nhìn, biểu cảm của hắn trở nên nghiêm trọng. Không thể không nói, lão ca cựu thần này đúng là một người tài. Ảo là gì? Thật là gì? Diệp Quân bảo, thật thật giả giả, thật ra không phải là thứ bây giờ ta nên suy nghĩ, giống như một người bình thường, tới vấn đề no ấm cũng thành vấn đề của hắn, nhưng ngươi lại muốn hắn suy nghĩ về sự mênh mông vô tận của vũ trụ. Nói rồi, hắn lắc đầu cười, đây có phải là một chuyện rất vớ vẩn không? Tiểu Tháp nói, đúng thế. Diệp Quân lại bảo, người ở những tầng lớp khác nhau, vấn đề bọn họ suy nghĩ tự nhiên cũng khác nhau, bây giờ điều ta nên suy nghĩ không phải là thật và giả của thế giới này, vì cho dù thế giới này là giả, thì có làm sao? Tới cả một cái thế giới giả mà ta cũng không đạt tới sự đỉnh cao được, thì cho dù bây giờ đặt ta trong thế giới gọi là thật, vậy được tác dụng gì? E là tới bia đỡ đạn cũng không bằng. Nói rồi, hắn nhìn cuốn kinh phá bích trước mặt, người có tiền, nghĩ nên tiêu tiền làm sao, người không tiền thì nghĩ phải kiếm tiền thế nào, đối với người không có tiền, như ta bây giờ mà nói, hiện tại sống cho tốt mới là thứ quan trọng nhất, cho nên, với ta thì lúc này chính là thật. Lúc này chính là thật. Vừa dứt lời, trước mặt Diệp Quân, cuốn kinh phá bích kia đột nhiên khẽ rung rung. Tiếp đó, trong cả quyển kinh phá bích có vô số sức mạnh nhỏ bé phun trào về phía hắn. Diệp Quân ngơ ngác. Rất nhanh, những sức mạnh đó đã tràn vào người hắn, tiếp theo trong thức hải của hắn hình thành nên một thời không đặc biệt. Hư thời không? Diệp Quân đứng ngay dậy, có chút khó tin. Hắn đã từng thấy, hư thời không này vô cùng đặc biệt, nếu không có kiếm thanh huyên, hắn hoàn toàn không thể tiếp cận, nhưng lúc này, thời không đặc biệt này lại xuất hiện trong thức hải của hắn. Chuyện gì đang xảy ra? Chẳng mấy chốc, hắn đã hiểu. Cái này chắc là quà của lão ca cựu thần rồi. Cả đời lão ca, cựu thần đều theo đuổi cái gọi là thật, để theo đuổi cái thật này, mà không tiếc giết mình trong quá khứ, mình trong tương lai, có lẽ, y cũng từng nghĩ tới một chuyện, đó là không đi xoắn suýt tìm hiểu xem thế giới này là giả hay thật nữa, cứ sống cho hiện tại đi. Hiện tại, Diệp Quân lắc đầu cười, sở dĩ hắn không nghĩ tới tương lai. Là vì bây giờ hắn không có năng lực đó, hắn rất rõ, bây giờ điều hắn phải làm là sống cho hiện tại, cho dù có nghĩ tới tính xác thực của thế giới này, thì cũng phải đợi tới khi hắn vô địch trên thế giới, cái loại vô địch thật sự ấy. Diệp Quân thu hồi suy nghĩ, hắn cẩn thận cảm nhận hư thời không, nếu phá ảo, thì phải chìm vào ảo trước, đương nhiên, điều hắn cần làm là để kiếm đạo chìm vào ảo. Hắn muốn cho kiếm đạo của mình tiến lên một tầng cao mới. Thời gian mấy ngày tiếp theo, mỗi ngày Diệp Quân trừ đạo sách ra thì là lĩnh hội về thế giới ảo, đồng thời cũng nghĩ nên làm sao mới hợp nhất nó với kiếm đạo được. Tang Hàn không tìm hắn nữa, mặc dù hắn là thị vệ, nhưng cũng không cần đi theo cô ta mỗi ngày, trừ khi cô ta có yêu cầu, do đó, bây giờ hắn được coi là một người khác tự tại trong phủ tổng đốc, nhưng, Tang Hàn không cho hắn một thân phận chính thức, cho nên, bây giờ trong mắt mọi người của phủ tổng đốc hắn, chính là một tên sống nhờ. Vì vấn đề tướng mạo, thậm chí hắn còn bị đồn là trai lơ được Tang Hàn bao nuôi. Trong thế giới tôn trọng cường giả này, đàn ông có thực lực mạnh thì có thế tam thê tứ thiếp, nếu phụ nữ có thực lực, cũng có thể lấy ba chồng bốn trai. Diệp Quân không biết những chuyện này, dù có biết, cũng không để ý, bây giờ hắn chỉ có hai chuyện, trở nên mạnh mẽ và giết tên chủ nhân bút đại đạo kia. Ngày này, Tân Vân bỗng truyền tin cho hắn. Diệp Quân lập tức rời khỏi phủ tổng đốc. Hắn vừa tới bên ngoài, Tân Vân đã vội chào đón, Diệp Tiểu Hữu, nhà họ Quân mời cậu tới phủ. Diệp Quân lại cau mày, Tân Vân nói, sao thế? Diệp Quân phân tích bảo, từ khi ông gửi thiếp hỏi qua, đã 4 ngày, nói cách khác, ngày thứ 4 bọn họ mới báo tin lại cho chúng ta. Tân Vân trầm trọng nói, ý Diệp Tiểu Hữu là, bọn họ. Diệp Quân khế cười nói, không có gì, chúng ta đi thôi. Tân Vân gật đầu, được. Rất nhanh, hai người đã tới quân phủ, mặc dù quân phủ không khí thế như phủ tổng đốc, nhưng cũng cực kỳ xa hoa, suy cho cùng đây cũng là gia tộc mạnh mẽ nhất trong tỉnh.
hai người tới cửa quân phủ, nhưng bị người ta chặn lại, Tân Vân vội tiến lên nói, chúng ta được mời tới. Nói rồi, ông ta lấy một tấm thiếp mời đưa qua. Người kia nhìn thiếp mời, sau đó nói, đi cửa hông. Nói rồi, gã chỉ vào một lối cửa nhỏ cạnh cửa lớn không xa. Tân Vân nhìn cửa nhỏ, lập tức ngơ ngác. Người kia nói, chỉ có thiếp mời màu vàng, mới có tư cách đi cửa chính, các ngươi là thiếp mời màu đen, chỉ có thể đi cửa nhỏ, đây là quy củ. Sắc mặt Tân Vân hơi mất tự nhiên, ông ta cũng không sao, quay đầu nhìn Diệp Quân, chủ yếu là ông ta sợ Diệp Quân không vui. Diệp Quân cười nhạt, đi thôi. Tất nhiên hắn sẽ không tức giận vì chút chuyện nhỏ này rồi. Tân Vân gật đầu, hai người đi vào quân phủ dưới sự dẫn dắt của thị vệ kia, họ dẫn hai người tới một thiên điện, đại thiếu gia đang tiếp khách, các ngươi chờ chút. Nói rồi, gã lui ra. Lát sau, sắc mặt Tân Vân ngày càng khó coi, vì không có một ai mang trà lên. Vẻ mặt Diệp Quân vẫn bình tĩnh, mục đích của hắn chỉ là mua miếng đất kia, hắn ra tiền, đối phương đưa đất, chuyện đơn giản thế thôi. Tân Vân không nhịn được cả giận nói, tại sao không có ai thông báo cho bọn ta biết vậy? Tên người hầu kia liếc mắt nhìn ông ta, ai biết các người sẽ đợi lâu như vậy chứ? Tân Vân vô cùng tức giận, nhưng may mà ông ta vẫn còn lý trí, ông ta biết mình không thể đắc tội với nhà họ Quân, lúc này ông ta chỉ đành cố gắng nuốt cơn giận này xuống, quay đầu nhìn Diệp Quân. Diệp Quân mỉm cười nói, chúng ta đi thôi. Tân Vân nén giận, được. Sau khi Diệp Quân và Tần Vân rời khỏi nhà họ Tần, Diệp Quân mới nhẹ giọng nói, thật vô lý không thể nào chủ nhân bút đại đạo còn có cái thực lực thao túng đó. Tần Vân chợt nói, cậu Diệp, cậu nói gì vậy? Diệp Quân đáp, ta nói nhà họ Quân tại sao lại đối xử với chúng ta như vậy? Chúng ta không thù không oán gì với bọn họ, vì sao lại sỉ nhục chúng ta như vậy chứ? Tần Vân thấp giọng thở dài, không phải bọn họ sỉ nhục chúng ta đâu. Diệp Quân nhìn Tần Vân. Tân Vân trầm giọng nói, bọn họ căn bản không hề để ý đến chúng ta, nói thẳng ra là coi thường chúng ta, nếu Tổng đốc đại nhân tới. Gia chủ của nhà họ Quân còn phải ra cửa trước nửa tiếng để nghênh đón. Diệp Quân có phần khó hiểu, nếu ông ta đã không để ý đến chúng ta thì tại sao còn mời chúng ta tới? Tân Vân trầm giọng nói, có thể ban đầu ông ta nghĩ dù sao cậu cũng là người bên cạnh Tổng đốc đại nhân. Nhưng sau này có thể là đã nghĩ lại rằng, cậu chỉ là một thị vệ bên cạnh cô ta. Diệp Quân khẽ gật đầu, hiểu rồi. Tân Vân nói, cậu Diệp, cậu cũng đừng tức giận, thế đạo này chính là như vậy, lấy thân phận để đối xử với người khác. Ông ta sợ Diệp Quân trẻ tuổi dễ nóng giận, lỡ như đắc tội với nhà họ Quân, vậy thì không phải là chuyện tốt gì với Diệp Quân, dù sao nhiều nhất Diệp Quân cũng chỉ được coi là thuộc hạ của Tang Hàn, mà nhà họ Quân lại khác, bọn họ là đối tác hợp tác. Diệp Quân cười nói, không có gì đáng để tức giận cả, chúng ta chọn một nơi khác là được. Trong lòng Tần Vân thở phào nhẹ nhõm, ông ta nhìn thoáng qua Diệp Quân, bèn có phần kinh ngạc, phong thái của người thiếu niên trước mặt này không phải là thứ mà người thường có thể so sánh được. Ông ta cảm nhận được Diệp Quân thực sự không hề tức giận, hay là nói Diệp Quân hoàn toàn không coi trọng nhà họ Quân. Loại cảm giác này khiến ông ta không khỏi cảm thấy có phần hoang đường. Hai người đến một quán rượu rồi ngồi xuống, Diệp Quân lấy ra tấm bản đồ, hắn nhìn thoáng qua, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một điểm, ông cảm thấy nơi này thế nào? Tần Vân nhìn vào vị trí mà ánh mắt Diệp Quân dừng lại, suy nghĩ một lát rồi nói, cũng không phải là không được, nhưng vẫn không tốt bằng chỗ của nhà họ Quân. Diệp Quân cười nói, quả thực không sầm uất bằng nơi đó, nhưng không sao, A tin rằng sau này nơi mà thư viện được xây dựng lên sẽ trở thành thánh địa của cả đế quốc. Nghe vậy, Tân Vân nhất thời cả kinh, Diệp Quân quan sát bản đồ, trong đầu đã có một kế hoạch chi tiết. Lần này hắn và chủ nhân bút đại đạo cạnh tranh công bằng, mà thứ hắn và chủ nhân bút đại đạo tranh giành chính là đại đạo. Dĩ nhiên, nếu có thể trực tiếp giết chết đối phương thì đó điều tốt nhất, nhưng điều này căn bản không thực tế, giống như muốn trực tiếp giết chết hắn vậy, hoàn toàn không có khả năng. Cuộc tranh chấp này rất khó dùng sự sống chết để phân định thắng thua. Nếu không thể dùng sự sống chết để phân định thắng thua, vậy thì chỉ có thể dùng đại đạo để phân định. Nhưng hắn rất rõ ràng, nếu hắn muốn có được chỗ đứng ở đế quốc thì bắt buộc phải dựa vào Tang Hàn. Tang Hàn, người phụ nữ này cũng không đơn giản, hiện giờ cô ta vẫn luôn đề phòng hắn, hắn cũng rất khó để giành được sự tín nhiệm hoàn toàn của người phụ nữ này,
điều hắn có thể làm chính là không ngừng phát triển giá trị của bản thân, để người. Phụ nữ này cần giá trị của hắn, cuối cùng không thể rời khỏi giá trị của hắn. Còn nữa, hiện nay đế quốc đang giao chiến với nhà họ Thiên nào đó, đây cũng là một nhân tố cực kỳ không ổn định. Khó. Mỗi khi Diệp Quân nghĩ đến những điều này hắn đều cảm thấy thực sự khó khăn, đặc biệt là trong tình huống không có một mối quan hệ nào như bây giờ. Diệp Quân đột nhiên nhìn Tần Vân, lão Tần, xây dựng một tòa thư viện thì cần bao nhiêu tiền? Tần Vân cười nói, thật ra không tốn bao nhiêu tiền, khoảng chừng 1 triệu tiên linh tinh là hoàn toàn có thể hoàn thành, cậu yên tâm, ta sẽ thanh toán khoản chi phí này. Diệp Quân nói, coi như là ta mượn ông. Tần Vân vội nói, không cần như vậy đâu, chỉ là 1 triệu tiên linh tinh mà thôi, không đáng để nói mượn đâu, quá xa cách rồi. Diệp Quân mỉm cười, không nói thêm gì nữa. Tần Vân nói, nếu Diệp công tử đã xác định, thì ta có thể bắt tay vào làm ngay bây giờ, những chuyện nhỏ nhặt này cứ giao cho ta làm, ta giỏi mấy việc này. Diệp Quân gật đầu, vậy xin đa tạ. Tần Vân mỉm cười, sau đó nói, cậu Diệp, vậy chuyện của cháu gái ta. Diệp Quân đáp, ông bảo cô ấy tới tìm ta, ta sẽ dẫn theo cô ấy, có cơ hội ta sẽ đề cử cô ấy với Tang Hàn đại nhân. Hắn tất nhiên biết mục đích thực sự của đối phương là muốn tạo quan hệ với Tang Hàn chứ không phải là hắn, dĩ nhiên đây cũng là điều bình thường, hắn hiểu. Diệp Quân đi đến nơi mà hắn chọn trên bản đồ, nơi mà hắn đang ở là một dãy núi hoang vắng không có một bóng người, có thể nói là đã cách xa phố thị phồn hoa, nhưng địa thế ở đây rất cao. Nếu xây dựng thư viện trên đỉnh núi thì nhìn từ trên xuống có thể nhìn bao quát được hơn nửa thành Ung Nhung. Hắn không định mở một tòa thư viện lớn ngay từ đầu. Thư viện quá lớn, không chỉ cần chỉ tiêu lớn mà hắn hiện giờ cũng không điều hành nổi. Trước tiên mở một thư viện có quy mô không lớn lắm, sau đó lấy nó làm nền móng, từ từ phát triển lớn mạnh. Tiểu Tháp đột nhiên nói, sau khi xây dựng thư viện xong, người định thuyết phục Tang Hàn đó làm viện trưởng danh dự kiểu gì? Diệp Quân đáp, khó. Tiểu Tháp hỏi, vậy ngươi nói với lão già Tần kia là có thể thuyết phục được cô ta? Diệp Quân đáp, ta không nói như vậy thì ông ta sẽ không giúp ta. Tiểu Tháp. Diệp Quân nói, thái độ hiện nay của Tổng đốc đại nhân với ta là quan sát, nếu cô ta làm viện trưởng danh dự vậy thì đồng nghĩa với việc cô ta có liên quan với thư viện một cách quang minh chính đại, đây chính là điều mà cô ta khó mà chấp nhận được, vậy nên. Nói đến đây, hắn ngừng lại. Rồi nói tiếp, không sao, ta sẽ cố gắng thuyết phục cô ta. Hắn biết, nếu Tang Hàn không cho hắn chỗ đứng thì thư viện này của hắn sẽ rất khó để phát triển. Ở bất kỳ nơi nào, nếu người muốn lập nghiệp mà không có bất kỳ chỗ dựa nào thì thực sự khó như lên trời, tất cả những cái gọi là quy tắc ngầm đều có thể hại chết ngươi. Vì vậy, hắn nhất định phải có được sự ủng hộ của Tang Hàn, hơn nữa không chỉ là ủng hộ bằng lời nói suông, mà phải là sự ủng hộ thực tế. Nhưng đây là một vấn đề khó. Một lát sau, hắn rời đi, vào trong thành đi dạo hồi lâu, khi trời gần tối mới quay về phủ tổng đốc. Sau khi đến phủ tổng đốc, hắn tới phòng ghi chép, bởi vì có sự phân phó của Tang Hàn nên hắn có thể xem tất cả hồ sơ vụ án. Những hồ sơ vụ án này đều là những chuyện lớn trước mắt xảy ra ở thành Ung Nhung. Thực ra mấy cái này có phần giống với Trung Thư Tỉnh ở Hoàng Triều Thế Tục. Tất cả vấn đề ở bên dưới đều sẽ gom lại đây, sau đó trải qua sự sàng lọc. Tổng kết của người ở đây, cuối cùng mới báo cáo cho Tang Hàn. Dù sao cô ta cũng là chủ nhân của thành Ung Nhung, không thể chuyện gì cũng tự mình giải quyết. Chẳng bao lâu, Diệp Quân nhận được triệu kiến của Tang Hàn. Trong điện, Tang Hàn ngồi trước bàn đọc sách, trên chiếc bàn đọc sách ở trước mặt cô ta có đặt một quyển trục màu vàng. Diệp Quân biết, đó là thánh chỉ. Tang Hàn đang phê duyệt tấu chương, Diệp Quân chỉ đành chờ đợi. Không biết đã qua bao lâu. Tang Hàn đặt bút xuống, rồi nói, chuyện thư viện thế nào rồi? Diệp Quân đáp, địa điểm đã chọn xong rồi, vài tháng nữa là có thể bắt đầu xây dựng. Tang Hàn nhìn hẳn, có gặp phải vấn đề gì không? Diệp Quân lắc đầu, không có. Tang Hàn gật đầu, không nói gì. Diệp Quân nói, sau khi thư viện xây xong, cô có thể làm viện trưởng danh dự được không? Hắn quyết định đi thẳng vào vấn đề, nói chuyện với người thông minh chỉ có một con đường duy nhất là thành thật. Tang Hàn nhìn hắn, tại sao? Diệp Quân thành thật đáp, cô là viện trưởng danh dự thì ta sẽ dễ dàng làm việc hơn. Tang Hàn nói, ngươi cũng rất thẳng thắn. Diệp Quân đáp, Tổng đốc đại nhân có bằng lòng không? Tang Hàn nhìn hắn chằm chằm, cũng không nói gì.
Diệp Quân tiếp tục nói, ta sẽ xây dựng thư viện này thành đệ nhất thư viện của đế quốc, tốt hơn cả học viện đế đô hiện giờ của đế quốc. Tang Hàn hỏi, dựa vào cái gì? Diệp Quân nói, lúc trước nhà ta có mở thư viện nên ta có kinh nghiệm. Dứt lời, hắn cũng cảm thấy lý do này có vẻ hơi cứng nhắc, thế là bổ sung thêm, người nhà ta cũng sẽ ủng hộ ta. Tiểu Tháp, Tang Hàn có phần hiếu kỳ, người nhà ngươi là ai? Tất nhiên cô ta đã từng điều tra về Diệp Quân nhưng đáng tiếc, cho dù cô ta có dùng lực lượng tình báo mà cô ta nắm giữ được thì vẫn không thể điều tra ra được lai lịch của Diệp Quân. Hắn thực sự giống như từ trên trời rơi xuống vậy. Diệp Quân đáp, rất nhiều. Tang Hàn hỏi, ngươi xây dựng thư viện này là vì bản thân ngươi hay là vì ta, vì đế quốc? Diệp Quân đáp, vì chúng sinh ở khắp vũ trụ. Tang Hàn lắc đầu, lý do này không thuyết phục được ta. Diệp Quân nghiêm túc nói, Tổng đốc đại nhân, người bên dưới cần một vài cơ hội, mà như những gì ta nói lúc trước, cô cũng cần bồi dưỡng một nhóm nhân tài cho riêng mình. Tang Hàn nhìn hẳn, nhưng ta không tin tưởng ngươi. Sau khi rời khỏi đại điện, Diệp Quân trở lại phòng mình, thở dài một cái, người phụ nữ này quả thật không dễ đối phó. Tiểu Tháp nói, người phụ nữ kia rất cảnh giác ngươi. Diệp Quân nói, không phải cô ta cảnh giác ta mà là muốn biết mục đích thật sự của ta. Tiểu Tháp nói, tại sao? Diệp Quân cười nói, biết được mục đích thật sự của ta, cô ta mới có thể yên tâm, mới có thể lợi dụng ta. Bây giờ cô ta biết mục đích của ta có liên quan tới thư viện, thế nên cô ta đang lợi dụng thư viện để ép buộc ta bộc lộ mục đích thật sự của mình. Tiểu Tháp nói, vậy ngươi định đối phó thế nào? Diệp Quân nhẹ giọng nói, không thể nào tiết lộ mục đích thật sự. Nhưng nếu không tiết lộ, cô ta vẫn sẽ làm vậy với ta, mà không có sự ủng hộ của cô ta, thư viện sẽ không thể nào phát triển được ở đây, nhưng... Nói đến đây, hắn khẽ mỉm cười, ta vẫn muốn thử xem. Tiểu Tháp nói, thử cái gì? Diệp Quân nói, thử xem không có sự ủng hộ của cô ta có thể tạo dựng được thư viện này hay không? Tiểu Tháp nói, có phải ngươi đã đoán trước được là không thể thuyết phục được cô ta không? Diệp Quân gật đầu. Người phụ nữ này không hề đơn giản, nếu có thể tùy ý thuyết phục vậy hắn sẽ cảm thấy lo lắng đề phòng hơn. Tiểu Tháp nói, sẽ rất khó đấy. Diệp Quân gật đầu, đúng là rất khó. Trước khi thành lập thư viện, thành lập trật tự, hắn đều phải chinh phục được thế lực cao nhất của địa phương đó rồi mới thi hành. Từ trên xuống dưới đương nhiên là mọi chuyện rất đơn giản, nhưng bây giờ, hắn phải bước từ dưới lên trên, điều này đương nhiên là sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Nhưng bây giờ hắn không có sự lựa chọn, chỉ có thể đi được bước nào hay bước đó. Người làm hắn lo lắng nhất thật ra là chủ nhân bút đại đạo, một khi người này thoát khỏi khó khăn vậy thì cũng giống như rồng trở về biển. Hắn có cảm giác lúc gặp được chủ nhân bút đại đạo ở đây, người này nhất định sẽ cho hắn một bất ngờ rất lớn. Nghĩ tới đây, Diệp Quân không khỏi chau mày, bây giờ không chỉ thực lực phải ăn nhanh, thư viện cũng phải sớm được thành lập, sau đó phát triển. Lúc này... Hắn như cảm nhận được điều gì, lòng bàn tay mở ra, bùa truyền âm trong tay cũng hơi lóe lên. Diệp Quân đứng dậy, hắn ra bên ngoài phủ tổng đốc, vừa ra đã gặp được một cô gái mặc áo tím, tóc dài xõa vai, trong tay cầm một chiếc hộp gỗ, vẻ mặt cô ta hơi trắng bệch, trông rất yếu ớt. Cô gái đi tới trước mặt Diệp Quân, Diệp công tử, xin chào, ta là Tân Tuyết, ông nội bảo ta tới tìm ngươi. Diệp Quân cười nói, xin chào, vào đây với ta. Diệp Quân dẫn cô ta vào phủ tổng đốc, sau khi tới phòng, hắn xoay người nhìn về phía Tân Tuyết cô nương, mời ngồi. Sau khi Tân Tuyết ngồi xuống, cô ta nhẹ nhàng buông chiếc hộp gỗ trong tay ra, sau đó nói, Diệp công tử, ông nội ta bảo ta làm phụ tá cho ngươi trong khoảng thời gian này, nếu ngươi cần gì thì có thể nói với ta. Diệp Quân hỏi, cô biết những gì? Tân Tuyết nói, cái gì cũng biết một chút. Diệp Quân cười nói, cái gì cũng biết một chút ư. Tần Tuyết gật đầu. Diệp Quân cầm bản đồ, hắn nhìn chỗ bị đánh dấu, ông nội cô chắc đã nói với cô rằng ta muốn thành lập một thư viện, bây giờ địa điểm đã chọn xong rồi, vốn. Cũng không có vấn đề gì, theo cô thấy, thư viện này có thể xây được không? Tần Tuyết lắc đầu, không thể. Diệp Quân nhìn Tần Tuyết nói, Diệp công tử, thứ cho ta nói thẳng, việc ngươi muốn thành lập thư viện thật sự có rất nhiều vấn đề, tiền có thể giải quyết được. Nhưng có một số chuyện có tiền cũng không thể giải quyết được, ví dụ như quy trình phê duyệt, nếu không có người thì quy trình phê duyệt này rất khó thành công. Diệp Quân nói, thử xem. Tần Tuyết nhìn hắn, không nói gì,
nhưng trong lòng có chút thất vọng. Còn thử cái khỉ gì nữa? Nhưng thiếu niên trước mặt lại là người mà ông nội nhìn chúng, cô ta đương nhiên không thể nói lời trong lòng ra được, vì vậy gật đầu một cái, được. Nói xong, cô ta mở hộp gỗ, lấy một chồng văn kiện trong đó ra, ông nội đã làm xong tất cả mọi chuyện rồi, bây giờ cũng chỉ chờ Bộ Công Tạo phê duyệt là có thể bắt đầu khởi công. Bộ Công Tạo chính là cơ quan chuyên quản lý tất cả các công trình kiến trúc, không có sự phê duyệt của bọn họ, bất kỳ công trình nào cũng không được khởi công. Diệp Quân nói ngay, vậy chúng ta tới Bộ Công Tạo thôi. Cô nhìn Diệp Quân, không nói gì. Diệp Quân nhận ra bây giờ không thể tới Bộ Công Tạo, lập tức cười nói, cô ở đây nghỉ ngơi đi, sáng mai chúng ta tới Bộ Công Tạo. Tần Tuyết gật đầu, được. Nói xong, cô ta do dự một lát, lại hỏi, có phải Tổng đốc đại nhân không muốn làm viện trưởng danh dự không? Chốc lát, hai người đã tới Bộ Công Tạo, nơi này thật sự rất đông, hai người xếp hàng chờ rất lâu, cuối cùng đến trưa bọn họ mới gặp được một tên chủ quản sự của Bộ Công Tạo. Bên trong căn phòng, quản sự nhìn đống văn kiện trước mặt Diệp Quân, bình tĩnh nói, ta vừa mới nhìn sơ qua, văn kiện này của ngươi có chút vấn đề. Diệp Quân hơi ngẩn ra, sau đó nói, vấn đề gì? Quản sự nhìn hắn, một công trình lớn như vậy, nhất định phải báo cáo trước thời hạn một tháng, nhưng ngươi lại không báo cáo. Hơn nữa, mỗi văn kiện phải đóng dấu khác nhau, con dấu của chúng ta không có đủ, không thể nào đóng cho ngươi được, lần sau lại tới đi. Nói xong, gã nâng tách trà lên, nhẹ nhàng uống một hớp, đây là muốn tiễn khách. Diệp Quân đương nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn định nói gì đó, nhưng Tần Tuyết lại kéo ống tay áo hắn rồi đi. Sau khi cùng Tần Tuyết đi ra ngoài, quản sự kia lại cười lên, công trình lần này thật sự rất lớn. Tên nhóc bên cạnh gã thắc mắc, lão đại, những văn kiện này của hắn đều chính xác, hình như cũng không cần phải báo cáo. Hơn nữa, con dấu của chúng, à cũng đều đủ mà. Quản sự liếc y, nếu chuyện lần này thành công, vậy chúng ta sẽ ăn cái gì, uống cái gì? Tên nhóc, sau khi ra khỏi Bộ Công Tạo, Diệp Quân im lặng không nói gì. Tần Tuyết nói, ta đã cho người đưa một tấm thiệp mời cho vị quản sự kia, tối nay mời hắn tới Tiên Hạc Lâu gặp mặt một chút. Diệp Quân quay đầu nhìn Tần Tuyết, Tần Tuyết bình tĩnh nói, ngươi không mời khách ăn cơm thì chuyện này làm sao có thể tiến hành được. Diệp Quân không nói gì. Tần Tuyết lại nói, ngươi có thể không cần tới, ta bảo ông nội phái ngươi tới. Diệp Quân nói, ta đi. Tần Tuyết nhìn Diệp Quân lại nói, ta đi mà. Tần Tuyết nói, được. Buổi tối, Tiên Hạc Lâu. Diệp Quân vốn định ngồi trong phòng chờ, nhưng lúc này, Tần Tuyết lại kéo hẳn ra ngoài cửa. Diệp Quân thắc mắc, Tần Tuyết nhìn hắn, làm gì có ai chờ người trong phòng chứ? Phải đứng ở cửa đợi, hiểu chưa? Diệp Quân. Rất nhanh, quản sự và một tên nhóc từ xa đi tới. Thấy Diệp Quân không có động tĩnh gì, Tần Tuyết trợn mặt nhìn hắn một cái, sau đó nghênh đón quản sự và tên nhóc kia. Cô ta mỉm cười nói, Chu quản sự, cảm ơn ngài đã tới dự tiệc trong lúc bận rộn thế này, mời vào trong. Quản sự cười nói, được. Sau khi mấy người vào phòng, Tần Tuyết lặng lẽ lấy một chiếc nhẫn không gian nhét vào trong tay Diệp Quân, cùng lúc đó, giọng nói của cô ta vang lên trong. Đầu hắn, trước tiên hãy uống vài ly, sau khi trò chuyện một hồi rồi đưa. Diệp Quân nhìn chiếc nhẫn không gian trong tay, gật đầu, hắn đương nhiên biết điều này. Ngay sau đó, hắn bưng ly rượu đứng lên, mỉm cười nói, Chu quản sự, nào, ta mời ngài một ly. Sau ba ly rượu, cả hai đều đã có men say, nhưng chủ quản sự vẫn giữ được phong độ, mặt mày vui vẻ, đúng mực, không khiêm tốn cũng không hống hách, cũng không nói chuyện gì khác. Diệp Quân cũng không đề cập tới. Một lát sau, leng keng, lúc này, một giọng nói thanh thúy đột nhiên vang lên từ trong sân. À! Diệp Quân đột nhiên cả kinh, hắn nhìn dưới đất, Chu quản sự, chiếc nhẫn không gian của huynh rớt rồi. Chu quản sự cúi đầu nhìn chiếc nhẫn không gian, khi thấy chiếc nhẫn không gian, gã nheo mắt lại, bên trong chiếc nhẫn không gian ước chừng có 100.000 viên tinh linh tinh. Diệp Quân vội vàng nhặt chiếc nhẫn không gian lên bỏ vào trong tay Chu quản sự, nhẫn không gian này phải cất cẩn thận chứ. Chu quản sự thản nhiên cất chiếc nhẫn không gian đi. Nụ cười trên mặt cũng không còn khách khí như hồi nãy nữa, lần này là nụ cười phát ra từ nội tâm, may mà Diệp lão đệ phát hiện ra, nếu không, ta trở về e là không có gì để đưa lại cho vợ rồi. Dù sao thì trong này cũng là hơn mấy năm bổng lộc của ta,
nào nào, chúng ta uống một ly. Sau khi uống một bữa, Diệp Quân đột nhiên thở dài. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 155.